cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình tôi, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như.
sa thanh ca ma ni phật nam mô bổ sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Tu Di Kệ Tán thứ 14. Sáng chúng ta đã học đến cái đoạn trong đây không có hai, cũng lại không có một. Bậc đại trí thấy đúng, khéo an trụ thiệt lý. Trong không, không có hai. Trong hai cũng như vậy, tam giới tất cả không là chỗ thấy chư Phật. Đây Ngài nói là trong không, không có hai. Không hai cũng như vậy, tức là cái chỗ không hai cũng không có cái hai và cũng không có trong cái không. Tam giới này tất cả đều là không, đó là cái chỗ thấy của chư Phật. Chúng ta tin nổi câu này không? Đầu tiên Ngài nói trong cái không, rồi ở trước thì trong đây có là trong cái có, bây giờ trong cái không. Giữa cái có và cái không trong đó nó không có hai. Thật ra trong cái không, trong cái tướng có và tướng không á, thì đều là cái tưởng tướng của mình. Nên chúng ta nên thấy có tướng là tưởng của mình sinh ra. Cho nên mình thấy có tướng không là do cái tưởng tướng, tưởng nghiệp của mình sinh ra. Chứ còn trong cái không này không có cái hai cái. Ngài khẳng định là trong cái không là cái không có hai nữa. Thì cái không này không phải là cái tướng không, không phải là cái không so với cái có, không phải cái này. Mà cái không Ngài muốn nói, không này phải là cái không viết qua thật lớn lên. Không này là cái thật không, cái thiên không. Không này chính là cái không mà không có sắc và không có không. Không có hai tướng, tức là không có tướng sắc và không có tướng không trong này. Rồi chúng ta thấy là cái từ ở Việt Nam đi viết dễ lầm và rất là khó mà có thể hiểu ra được các vị muốn nói cái không nào. Cũng là cái không nhưng mà rất là khó có thể hiểu được. Thì cái không, không là tướng, không có tướng nào hết. Không là cái rỗng này, gọi là tướng không. Còn những cái hình sắc mà chúng ta thấy được, đụng chạm được là tướng có. Thì gọi là có sắc và có không, hai cái từ đó nó nói như vậy. Nhưng mà cái không có sắc và không có không. Trong cái không, cái chân không, cái không đó không có sắc và không có không, tức là không có hai tướng này. Và ai mà hiểu được, ai mà thấy được cái không đó đó, nó hoàn toàn nó không có sắc và không có không. Cho nên người đó được gọi là người nhận được tánh.
Thật ra khi mà chúng ta thấy là ở trong kinh Bát Nhã là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng phải là không, không chẳng phải là sắc. Thì như vậy là Đức Phật gượng gạo để nói có cái từ sắc và từ không để cho chúng ta có thể tạm hiểu là một cái gì đó nó hiện tướng ở trong tam giới này. Trong tam giới này có hai cái tướng sắc và tướng không mà Đức Phật tạm nói. Nhưng mà đã có tướng sắc thì phải có tướng không, có cái này thì sẽ có cái kia đối với nhau, đó là hai tướng đối đãi. Nhưng ở đây Ngài khẳng định là trong cái không này không có hai, không có hai có nghĩa là không có tướng sắc và không có tướng không luôn. Khắp pháp giới này không có hai, trong cái hai cũng vậy. Ngài nói ngược lại, trong cái hai cũng vậy, trước là trong cái tướng có và trong cái tướng không nó cũng lại không có hai nữa. Mà chúng ta ảo tưởng chúng ta thấy có sắc và ảo tưởng chúng ta có không thôi. Ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là trong những cái lý giải của kinh Bát Nhã nó bị vướng. Một số người lý giải vướng, thật sự Đức Phật nói rất rõ, nhưng một số người lý giải vướng là tại vì họ vẫn còn thấy có sắc thật, có không thật. Nhưng cái sắc theo cái nhìn của kinh Hoa Nghiêm vẫn không có, không có sắc. Sắc không phải là sắc, đó mới là sắc theo cái kiểu của Kim Cang. Không này không phải là không, nó mới là không. Thì không phải sắc mà có sắc không? Có. Không phải sắc mà là sắc, không phải không mà là không. Thì khi mà người ta nhìn thấy cái sắc không phải sắc á, thì cái tướng thế gian không bị hoại, trở lại sáng là tướng thế gian không bị hoại. Chứ còn bây giờ nếu đó là sắc, mình sẽ quán sắc đó là không thì không đúng. Ở nơi không mình quán nó là sắc là mình sai. Cho nên cái nhìn của Đạo Phật là nhìn thấy được cái sự thật, cái sự thật không tướng nó làm cho cái sắc nó hiện. Cái sự thật của cái không tướng nó làm cho tướng không này hiện. Chứ nếu như không có cái sự thật không tướng kia thì chúng ta không bao giờ thấy được cái hư không này. Cái này chúng ta gắng hiểu, tại vì mình chưa thoát ra khoảng rỗng này gọi là không á. Chừng nào mà mình thấy cái không này nó là tướng, chúng ta phải thấy lại là cái khoảng rỗng này là tướng không, thì chúng ta mới ngầm hiểu ra được là có cái không tướng làm cho tướng không này hiện. Hiểu không? Chứ lâu nay mình thấy cái khoảng rỗng này mình cho nó là không tướng, đúng không? Không phải, nó là tướng không chứ không phải là không tướng. Cái hai chữ này coi nó khác nhau. Một cái tướng không nó khác với cái không tướng. Cái mà chúng ta đang thấy được nó là tướng không, còn cái không tướng nó thấy được tướng không. Hiểu không? Chớ cái không tướng không có cái gì thấy được. Cái không tướng nó thấy được tướng có và thấy được tướng không. Chúng ta phải hiểu được cái này một cách rất rõ ràng để mình mới thấy rằng sắc chẳng khác không, chẳng khác ở chỗ nào. Vì sắc nó cũng vốn là không tướng mà không nó cũng vốn là không tướng. Có nghĩa là nó hoàn toàn không có tướng sắc và hoàn toàn không có tướng không, mà do chúng ta ảo tưởng chúng ta bị thấy có tướng sắc và tướng không mà thôi. Thấy như vậy thì chúng ta sẽ hiểu hết bản kinh Bát Nhã liền. Không chẳng khác sắc. Tại sao không khác? Đã là không, đã là sắc, anh nói này là không, anh nói kia là sắc, tại sao không khác? Vì nó vốn là không tướng cho nên nó không khác. Nó chỉ ảo tướng sắc và ảo tướng không thôi. Gượng gạo dữ lắm Đức Phật mới dùng cái từ sắc và từ không vô trong này. Cho nên sắc và không nó không có khác nhau, vì nó vốn dĩ là không tướng sắc và không tướng không. Cho nên trong cái bài kệ Bát Nhã chúng ta nói là gì? Sắc sắc, không không, không sắc sắc. Sắc đó chính là nó, chứ không nói là khác được. Nếu mình nhìn đúng như thật, sắc chính là hiện hữu là sắc. Sắc sắc. Và cái không đó chính là không, nhưng mà nó không không và sắc. Sắc sắc, không không, không sắc sắc. Tức là cái sắc đó nó chính là nó, nhưng nó không phải là không, nhưng mà nó không luôn cái không và không luôn cái sắc. Nó không có sắc mà không có không. Nhưng mà người ta bị hiểu lầm là có sắc và có không. Nhưng mà không được quyền quán sắc này, nó là quyển, nó là giả, nó là duyên hợp là sai. Đức Phật không nói cái chuyện quán này. Đức Phật nói là sắc đó chính là nó, và chính sắc hiện hữu đó nó hiện cái không tướng.
Do cái không tướng mà cái sắc này nó hiện ra. Nếu như không có cái không tướng thì sẽ không bao giờ hiện được cái tướng sắc và cái tướng không rỗng mênh mông này. Cái tướng không rỗng mênh mông này là tướng không đang hiện bị chúng ta thấy. Mắt phàm có thể thấy được tướng không, đúng không? Và đến lúc mà chúng ta công phu, chúng ta lặn hết tất cả ý niệm, chúng ta thấy tướng không không? Hãy thấy lúc này là không vọng niệm, có cái rỗng lặng mênh mông nó hiện hữu. Cho nên đạt tới cái định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi phi tưởng xứ, tức là tất cả những cái không mà nó không có xứ sở, không có nơi chốn, đều được chúng ta thấy, đó cũng là một tướng không hiện hữu. Của ở trong định, cái định đó là định không. Thì như vậy là những cảnh giới không đã được ai đó thấy. Ai đó là ai thì không biết. Nhưng mà có cái ai đó nó thấy. Không có cái ai đó thì nó không bao giờ thấy được tướng hư không này. Hư không đang rỗng lặng mênh mông, bao trùm khắp cả cái thế giới này. Nó là một trong những cái tướng mà rộng. Thật ra người ta nói là nếu mà không phải có thì nó là không. Nếu nó là không đối đãi với có tướng, không tướng đối đãi với có tướng, cái tướng có đối đãi với cái tướng không, nói vậy phải dễ hiểu. Tức là có tướng có và có tướng không, có tướng sắc hoặc là có tướng không, thì tướng sắc và tướng không là hai tướng đối đãi. Hai tướng đối đãi này không có trong cái không tướng. Cái không tướng vốn dĩ không có hai cái này, hoàn toàn không có. Khi mà đạt tới một cảnh giới vô tướng rồi thì rõ ràng trong cái khoảnh khắc đó, thì nếu nói là có sắc hoặc là có không thì có đủ. Lúc đó nó sẽ hiện hữu sắc và không rất rõ ràng. Nhưng nếu mà nói nhìn thật thì trong cái vô tướng này là không có tướng có mà không có tướng không. Nó đã là vô tướng thật, cảnh giới thật của mình, nó không có tướng có mà không có tướng không. Và khi người ta đã thấy tới đó rồi thì không có chuyện lấy, không có chuyện bỏ, không có cái thủ, không có cái xả, không có làm thêm bất kỳ một động tác nào nữa, không vô tu vô chứng. Thật ra mình rất là phản đối cái từ kiến tánh khởi tu. Phải dùng cái từ là rất là phản đối đến cái mức cùng luôn. Không bao giờ chấp nhận câu đó, dù đó là ông tổ nào cũng phải nói là ông đang nói sai. Nên thì khi thấy chỗ này là tướng có đâu, tướng không ở đâu, mà không có tướng có tướng không thì dính chỗ nào tu. Ví dụ như ngày xưa cái ngày vô nghiệp, hỏi thế nào là nghiệp chướng, ông nói bổn lai không. Nghiệp chướng xưa nay là không. Bây giờ mình thấy có nghiệp để mình tu cho nó hết nghiệp. Đương nhiên cái người thấy có nghiệp là không phải thấy sai đối với cái nhìn của phàm phu. Nhưng mà đối với nhìn của chư thánh thì nghiệp chướng xưa nay nó vốn dĩ là không. Nếu anh thấy đúng cái là từ xưa giờ nó thành không. Còn anh thấy không đúng, nghiệp chướng còn nguyên. Nó tại vì là lại có cái ông nữa là cái thấy tuy đồng Phật đa sanh tập khí thâm nữa. Cậu này còn đáng bị ăn đòn nữa. Hồi xưa tôi mê cái bài kệ đó dễ sợ luôn. Mình nghĩ là mình phải gán gì đó, do sanh tử nhiều đời nhiều kiếp cho nên tập khí mình nó sâu dày đúng không? Thấy thì đồng với Phật rồi không có khác rồi, nhưng mà tập khí mình trong sanh tử nó dày cho nên gán quân tu. Không phải. Thấy chưa hết? Thấy hết thì không có cái gì có và không có cái gì không. Tu gì? Thấy ra ngoài có hay không lấy gì để tu? Lấy cái gì để công phu với cái gì? Thân có, tâm có, cảnh giới không có, sắc không có, không có. Thì dụng công sao? Không có, hết liền. Thấy một cái là hết. Nếu thấy đúng, thấy thật như chỗ này, trong cái không này không có hai tướng. Tướng có, tướng không có. Và trong cái hai đó cũng không có luôn. Câu khẳng định ngay là trong cái tướng có hoặc trong cái tướng không, nó cũng không phải là tướng có, nó cũng không phải là tướng không. Cho nên tất cả tam giới này vốn là không. Ngài nói là tam giới này tất cả không. Một câu nói khẳng định cả tam giới này không có. Do chúng sanh ảo tưởng sinh ra, do chúng sanh mê lầm trong ảo tướng mà có. Còn nếu mà thấy thật như chỗ thấy này, đây là chỗ thấy của chư Phật đó. Phật thấy như vậy đó. Bây giờ mình tin không? Tin thì ngay đó mình sẽ ngang đồng với cái thấy của chư Phật. Nói cho tin không ngang nổi đâu. Chúng ta phải thấy mới ngang được, cho tin không ngang nổi. Chúng ta phải thấy, nhưng mà ít lắm. Ít lắm, đây là cái thấy của chư Phật. Chúng ta bắt buộc phải tin.
Nếu chúng ta tin Phật từ trước đến giờ thì chư Phật đã từng thấy tam giới này vốn là không có. Trong cái tướng sắc nó cũng không phải là sắc, trong cái tướng không nó cũng không phải là không, mà trong cái không tướng nó lại càng không có tướng sắc và không có tướng không nữa. Thì cả tam giới này không có gì hết. Chúng ta dám tin điều này không? Ví dụ là thân tâm này có không? Chúng ta đang hiện hữu đây nói không có, bây giờ mình từ chối thân tâm này, đúng không? Mình không thể từ chối được, tại có chúng sanh nheo nhóc cũng có khổ đau, cũng khóc lóc bề triền miên ở đây, cũng còn mê lầm, cũng còn giận dỗi, còn đủ thứ, đúng không? Mình vẫn còn nguyên ở đây, cho nên mình rất khó chấp nhận cái đoạn kệ này. Thì sở dĩ mình không chấp nhận là vì sao? Vì mình chưa ra ngoài được cái tưởng tướng, chưa ra ngoài được ngũ quẩn này. Giống như con rùa lên bờ thì nó thấy ngoài cái nước ra nó còn cái gì mênh mông kinh khủng, chứ không phải biển nước như nó đã từng bơi lội. Trở xuống nó khoe với con cá, thấy chưa? Con cá nó bụng khùng hả? Nói chuyện gì không, tôi chỗ nào cũng ướt mà nó lên tia khô nắng cháy da là sao? Tôi đó giờ tôi chưa cảm nhận được cái nóng nắng cháy da ở ngoài mà không có nước. Cả đời nó chưa cảm nhận điều này. Con rùa nó đó là sự thật, tôi lên tôi chạy xuống đây không kịp rồi tôi nắng cháy cái mai tôi rồi. Con cá nó không tin. Mà bây giờ con rùa rủ con cá lên bờ thì con cá không dám lên. Nó nói đâu bây giờ nó dám thoát khỏi nước rồi. Cuộc sống của con cá chưa bao giờ dám thoát khỏi nước để nhìn bầu trời mênh mông kia. Nhưng con rùa thì nó dám bò lên trên được. Nhưng nó trở xuống nói con cá là dứt khoát, con cá không bao giờ tin. Đó là sự thật. Thì sự thật ở ngoài cái cảnh giới của nước non đó nó còn có một cái gì mênh mông khác. Sự thật ngoài cái tướng có và tướng không nó là một cái sự thật vô tướng. Mà bây giờ chúng ta tin hay không tin gì cái sự thật nó vẫn hiện hữu. Và cái đó không phải đi đâu. Như là sáng mình đã từng nói rồi, đó không phải mình đi đâu đó, không phải mình làm thêm cái gì. Chỉ cần mình không tiếp tục rớt vào cái tưởng tướng nữa là đủ rồi. Bây giờ mình thấy có hình sắc có nghĩa là rớt vào tưởng tướng, mình thấy có phản hư không này mình cho là không, có nghĩa là chúng ta đang rớt vào tưởng tướng. Chúng ta thấy có cái thân này là chúng ta đang rớt vào tưởng tướng. Chúng ta thấy có tâm này là rớt vào tưởng tướng. Tất cả những cái tưởng tướng chúng ta đừng có rớt vào nữa. Đừng có rớt theo cái thói quen cũ, tức là đừng có rớt theo kiểu nghiệp nữa. Nhìn mà một cái nhìn vô nghiệp, một cái nhìn hiện hữu ở đây là không có nghiệp. Không có nghiệp. Nhưng mình nhìn theo kiểu chúng sanh, mình mang nghiệp, mình gán, mình chịu. Phật đâu có dạy mình nhìn mang nghiệp đâu, phải không? Phật dạy mình nhìn lên cái hiện thực, nó không có trước, không sao, không trong, không ngoài. Chỗ này không có nghiệp báo, không có báo chướng, không có phiền não chướng, không có. Cái hiện tiền này nó không có cái gì hết đó. Nhưng mà tại vì mình muốn sanh tử quá mà mình chưa chịu buông. Vậy đó, chúng ta chưa chịu xa rời sinh tử. Cho nên nếu mà nhìn không có nghiệp là mình thấy không có được, không đúng rồi nha. Ghê lắm, trời ơi, đừng có nói vậy rồi nha, nguy hiểm lắm rồi nha. Chứ mình là như thế, mình sợ hãi, mình không dám nhìn cái hiện thực bằng một cái nhìn vô nghiệp của mình. Chứ cái vô nghiệp đó không phải dành cho Phật. Phật đã thấy như vậy rồi. Bây giờ các vị Đại Bồ Tát cũng đã thấy được, cho nên họ nói là Phật thấy. Các vị Bồ Tát luôn thấy được cái thấy của Phật. Là những vị Đại Bồ Tát sẽ thấy được cái thấy của Phật. Rõ ràng là Đức Phật thấy tam giới này tất cả đều không tưởng, không có gì hết. Vì nói một cái là mình phủi sạch thế gian này không? Không phải. Nhưng mà tất cả cái tướng đều là nguyên đó, không phá pháp thế gian. Chính do cái thấy vô tướng cho nên pháp thế gian thường còn. Nếu mà cái thấy cái tướng không là phải mới phá cái pháp thế gian. Cho nên trong đạo Phật không bao giờ chấp nhận đi vào cái không. Không chấp nhận. Đạt được cái không là cái sai, mà thấy được tướng không mới là cái thấy đúng. Hai cái này nó khác nhau. Tướng không thì nó dung hội cả tướng có và tướng không. Cái vô tướng nó sẽ dung hội được tướng có và tướng không. Còn mà đạt được tướng không là sai, là mình hủy hoại cái có để mình được cái không. Mà công phu để hủy hoại cái tướng có còn tướng không là một cái sự sai lầm. Tức là chúng ta tiếp tục đi vào con đường thiên kiến. Thật ra ai
mà còn dụng công để loại trừ tất cả những cái đang có của mình để đạt được cái không, gọi là cái chân không. Không phải cái không đó, không phải là chân không, trong không đó chỉ là tướng không thôi, còn cái chân không không phải là tướng không. Chúng ta phải hiểu rõ điều này về khái niệm, về ý thức chúng ta được quyền hiểu, nhưng mà thực sự chạm tới cái vô tướng là một cái khác. Khi chúng ta thực sự xa rời được tướng có và tướng không rồi á, thì chúng ta mới chạm tới cảnh giới vô tướng. Còn không, chúng ta không có chạm được, chúng ta bị cái tướng có hoặc là cái tướng không nó che mờ mình, nó làm mình mê lầm. Chúng ta đang rất mê trong tất cả cái tướng có và tướng không, tướng đẹp và tướng xấu. Có không nó là cái gốc để sinh ra mọi thứ. Chắc và không nó sẽ sinh ra mọi thứ. Nếu chúng ta hiểu trúng thì khác, nếu chúng ta hiểu không trúng thì mọi cái đều phủ mờ. Mà rõ ràng là ngay cái nhìn ban đầu của mình, lúc mà nghiệp thức chưa sống dậy, thì cái nhìn nó rất là trong sáng. Mặc dù là chưa thoát khỏi căn trần, nhưng mà nó đang rất trong sáng. Nhưng mà chưa là này một sát na, đủ thứ nghiệp báo hiện ra trong cái thấy của mình. Do vậy mà mỗi người tu là người phải nói là trí tuệ rất là sắc, rất là linh thông để nhận ra được cái mà trước khi nghiệp sinh ra, cái rõ biết mà trước khi nghiệp sinh ra. Chỗ đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ muốn chỉ mình. Trong tất cả cái thấy nghe của mình thì cái vô tướng hiện ra trước nhất, sau đó cái tưởng tướng mới hiện ra sau. Chúng ta nên biết điều này, tất cả cái thấy nghe của mình đều xuất phát từ cái vô tướng. Nếu không có vô tướng, chúng ta không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, không thể gì đâu. Hoàn toàn chúng ta không bao giờ biết được. Cho nên người ta rất là sợ khi mà người ta không hiểu biết điều này á, người ta sợ là mình xa rời cái cảnh giới cũ của mình. Cái cảnh giới cũ là cái quen thuộc, là mắt mình phải thấy sắc, cái tai mình phải nghe tiếng, lỗ mũi phải ngửi mùi. Thì trên lục căn mình phải tiếp xúc được cái lục trần thì mới còn sống sót. Cái hiểu của mình là vậy. Bây giờ nếu mà căn trần nó không còn, căn mà không còn thấy được trần, mắt không còn thấy được hình sắc, tai không còn nghe được âm thanh, mũi không còn ngửi mùi, lưỡi không còn nếm vị, thân không thể xúc chạm được, ý không có xúc tác như pháp trần được, thì mình mất rồi. Mình luôn lo ngại điều này, mình rất là lo. Cho nên nó bắt đầu mà cái ví dụ mình đang nhìn đây, cái tự nhiên mọi cảnh giới nó mờ đi. Chúng ta phải qua một cái khoảng mờ. Khoảng mờ này không phải là cái gì che mờ. Mờ có nghĩa là những cái nghiệp báo nó hiện trong cái thấy chúng ta, nó bắt đầu nó khuất mất đi. Nó chỉ hiện nguyên cái thấy thôi, mà nó không có kiến thức, nó không có danh tự, nó không có so sánh, nó không có phân biệt, nó không có tất cả những cái đó, nó đang hiện trong cái đang rõ biết hiện tiền của mình. Thế mình sợ, mình sợ mình phải lôi những cái gì cũ ra để mình thấy cái này nó thành quen thuộc. Cái này chúng ta nhìn rõ ràng là không có quen, nhưng mà rõ thấu nó. Có khi nào đó chúng ta đối diện với một người thân ở gia đình mình, sáng ngày mở mắt trong lúc là cái đầu nó chưa có hoạt động gì nhiều, tâm chúng ta còn tương đối trong sáng một chút, mở mắt nhìn người thân mình đang đối diện với mình, mình thấy ủa sao mới to này trời, ông nào ở đâu vậy? không quen, không phải là quên, mà thực sự là cái nhìn mới, mới hoàn toàn, không có tên tuổi, không có quen quyến thuộc gì với cái nhìn này hết trơn á. Đó là một cái nhìn mới. Thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng là mình luôn có cái đó, nhưng hồi cái nghiệp thức cũ nó sống vậy. Ông này, ông bạn đời của mình mà. Là xong rồi, mình thấy đó là người quen rồi. Cái nghiệp thức nó sẽ làm cho chúng ta quen thuộc. Rồi là bắt đầu là có danh tự, rồi có tên tuổi, rồi có kỷ niệm gì gì đó, là không phải. Khi nào mà tất cả mọi cảnh duyên nó hiện với mình thực sự quá mới, mới thật, chúng ta chưa từng chạm tới cái này lần nào, và đây là lần mới đầu tiên mình nhìn một cái sự vật cả ngàn lần đã thấy. Có bao giờ chúng ta xảy ra tình huống đâu? Sẽ thấy rằng
nó rất là đẹp, nó rất là mới tinh khôi cuộc đời này. Tại ra không có mang mển một chút cái hình bóng nào của quá khứ trong cái thấy này hết đó. Tuyệt nhiên không có. Và chúng ta lúc đó mới thấy cuộc đời nó hạnh phúc lạ lắm. Ví dụ thấy ý nghĩa cuộc đời nó là một cái điều gì đó linh thiêng, nhiệm màu trong mỗi cái thấy của mình. Vì mỗi cái thấy bây giờ là mới, nó không có mang theo một lô cũ đi theo. Không phải nữa là không mang theo một kho tàng cũ rích đi theo chứ không phải là một lô ít. Thì cuộc đời nó sẽ nhẹ nhàng trong mọi cái thấy nghe. Cho nên người thấy đúng đó, họ giống như là lúc nào họ cũng phiêu bồng ở trên trời không á. Họ đi lúng đất như mình, như mình bước một cái là lúng à. Mình bước một cái là chạm đất lúng. Nhưng mà người khi thấy thật họ không bao giờ có trọng lượng nữa, mất rồi. Họ không mang theo không biết bao nhiêu tấn ở phía sau lưng với nghiệp báo, mang nặng trên vai bao nghiệp báo. Thấy nhìn tam giới là có như không, không như có. Chúng ta thấy nhìn rõ ràng, chúng ta thấy sai lệch nhiều cái. Chứ còn nếu như mà cái thấy không có bất kỳ một nghiệp báo này thì rõ ràng mở mắt ra với chính mình mà khéo một chút, khéo tu một chút, chúng ta vừa ngủ chúng ta mở mắt ra, cái nhìn ban đầu mình phải trở lại với cái nhìn riêng của mình. Cái nhìn riêng của mình mở mắt ra là mình sẽ thấy hết mọi thứ. Nhưng mà cái nào không phải riêng của mình là mình loại trừ đi, thử đi, chúng ta thật thử, phải không? Mở mắt ra thì nhìn thấy cái tầng, cái nóc mùng trước mới thấy tầng nhà, ví dụ vậy. Nhưng mà chúng ta thấy thấu nóc mùng tới tầng nhà có nghĩa là lúc đó là nóc mùng sẽ không có trong cái thấy của mình, tức là mình loại được cái nóc mùng rồi á, thấy chưa? Thì lúc đó mình sẽ thấy tới cái tầng nhà, nhưng mà thấy chỉ là thấy chứ đừng có nó là cái gì, nó đừng nó là cái tầng, đừng có nói là cái gì hết á. Nó mất cái danh tự, nó mất đi cái hình tướng, chỉ là cái hiện tướng đó thôi. Hiện tướng nó chỉ là cái hiện tướng mà không có cái gì hết trong cái đang thấy hiện tiền của mình. Chúng ta phải tập phút mới vậy, để chứ lần lần chạm tới những cái cảnh giới mới mà nó, cái này rõ ràng là cái thấy của riêng mình. Cái thấy không có do học hỏi của ai, không có do kinh nghiệm, không có do lý thuyết nào của ai hết, không có. Tới một lúc nào chúng ta trở lại thật với chính mình đó, thì giữa trời này rõ ràng là chúng ta thấy nghe không có ai hết. Không có quá khứ hiểu biết trong mọi cái thấy nhìn của mình. Thì bây giờ sẽ thấy mình rất là nhẹ, nhẹ lắm luôn trong mọi cái sinh hoạt đời sống này. Còn nếu mà mình thấy mà có dính dấp một chút quá khứ, dính dấp một chút chị Lai, cái này nó là cái gì, cái này nó tên gì, cái này nó màu gì, có nghĩa là cái thấy không còn riêng mình nữa. Ví dụ như mình vừa mở mắt ra thấy cái nóc mùng mình màu xanh, thì bây giờ mình sẽ sao? Sẽ thôi dứt cái tưởng tướng xanh đó đi, cái tưởng màu xanh đó đi. Rồi thấy cái nóc mùng chúng ta thôi dứt cái tưởng cái hình tướng mùng đi, thấy cái nóc nhà thôi dứt cái tưởng hình tướng cái nóc nhà đi, thấy là thấy. Thì lúc đó nó hiện hữu tất cả những cái đó, nhưng mà nó không phải là tướng gì hết đó. Nói bây giờ chúng ta đang thấy đó, đang thấy tất cả mọi thứ, nhưng mà mình dẹp tướng này tướng kia tướng nọ, tướng tròn tướng méo, tướng xanh tướng vàng tướng đỏ về trước mặt, tất cả những danh từ đó chúng ta dẹp để mình trở lại cái riêng của cái thấy của mình. Ít ra chúng ta phải chạm tới cái này, mặc dù chỗ này chưa phải là chỗ thấy cùng tột, nhưng chúng ta phải chạm tới cái riêng của mình. Học đạo để chúng ta trở lại cái riêng của mình. Riêng của mình thì không có quá khứ vị lai, riêng của mình thì không có thời gian không gian, riêng của mình thì không có ký ức, không có kiến thức, không có danh tự. Đó là cái thấy riêng. Chứ cái này dễ làm không? Đâu có khó đâu. Bình tĩnh một chút có thể thấy được. Còn không bình tĩnh thì cái ùng ùng nghiệp báo sinh ra, rồi cái này là cái gì, tên gì đủ thứ, rồi thích hay không thích, đủ thứ trong đó nó sinh ra. Cho nên khéo thấy thì chúng ta sẽ chạm tới sự thật, chỉ cần khéo một chút thôi chứ không có cần khó khăn gì. Đừng có bao giờ bị cái tưởng tướng nó dùi dập mình nữa. Chúng tôi dùng cái từ là nó dùi dập mình, nó cuốn trôi mình, chứ không phải là chúng ta bất giác, không phải nói gì đó. Chúng ta luôn luôn bị cuốn trôi, luôn luôn bị dùi dập bởi những cái tưởng tướng.
Phàm phu không hay biết Phật khiến trụ chánh pháp, các pháp vô sở trụ, ngộ đây thấy tự thân. Giờ Ngài nói tiếp là phàm phu như mình thì rõ ràng là không có hay biết cái sự thật rồi, cho nên Phật mới khiến cho mình trụ chánh pháp. Trụ chánh pháp có nghĩa là trụ gì? Trụ chánh pháp có nghĩa là trụ chỗ vô trụ. Trụ chỗ vô trụ là trụ chánh pháp. Cái giờ bắt đầu mình làm đúng không? Giờ mình làm mình tu mà. Giờ nghe nói là trụ chỗ chánh pháp có nghĩa là trụ chỗ vô trụ. Thì bây giờ mình cũng thực hành đi. Mình coi coi mình còn dính ở thân không? Nếu mà dính thân mình xả ly, đừng có trụ bám thân này nữa. Coi ở tâm mình có không? Xả ly đừng có bám nữa. Buông thư thả lỏng cái cảnh giới này, chỗ cảnh giới này hết còn chỗ để mình trụ mình bám. Trừng con mắt ra mình thấy hết mọi điều mà hết cái chỗ để dính rồi. Cái này dễ làm lắm, rõ ràng chúng ta làm được. Cho mở trừng con mắt ra sẽ thấy hết tất cả mọi thứ một lượt. Tất cả mọi cái trước mắt đều được chúng ta thấy, dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít, chỗ này được chúng ta thấy một lượt. Không trước không sau. Nhưng mà chúng ta không có bám ở chỗ nào hết, không có trụ chỗ nào hết. Lúc này chúng ta thả lỏng để có cái thấy là thấy. Thấy là chính nữa. Nên không có quán sắc là không, không phải vậy, thấy là thấy. Thì mọi cái từ chúng ta cho tới hình sắc là cái khoảng hư không vẫn thấy nó. Thấy làm sao mà lộ rõ rằng hai tướng, tướng có và tướng không. Thì sẽ lộ cái thấy thật của mình ra. Thực sự trong cái thấy từ trước giờ của mình là mình nhìn thấy cái tướng gì đó thôi. Chứ không bao giờ là cái khoảng không tới cái tướng đó mà chúng ta có một cái lần thấy nó rõ ràng. Thực sự không có cái tướng không này thì không thấy được cái tướng có. Nếu đây có tướng có chúng ta thấy tại đây, chúng ta không thấy được tướng có đằng kia. Thì vậy là từ đây tới cái tướng có là một khoảng không. Chúng ta phải thấy ra sự thật của hai tướng trong mọi cái thấy nhìn của mình. Thấy là phải thấy cả hai, nghe là phải nghe cả hai. Bây giờ chúng ta nghe nghe âm thanh, chứ còn cái khoảng không âm thanh không bao giờ có ai để ý. Nhưng mà không có cái khoảng không âm thanh thì không bao giờ nghe được âm thanh. Nhưng mà chỗ này gần như không ai để ý. Cho nên cuộc đời chúng ta bị mất hết phân nửa rồi giá trị, mất hết phần nữa giá trị. Luôn luôn cuộc đời chúng ta có bị thiếu cái gì mình không biết mình thiếu cái gì. Nó đây là sự mất cân bằng trong cái thấy nghe. Thấy tướng có và thấy tướng không mới được gọi là thấy cân bằng. Nghe tướng có và nghe cái tiếng không âm thanh mới gọi là nghe cân bằng, nghe được cả hai. Và nghe được tiếng dỗ của một bàn tay. Còn nếu không chúng ta không nghe tiếng dỗ hai bàn tay thôi, mà tiếng dỗ một bàn tay không nghe được. Tiếng dỗ một bàn tay là một công án. Người tu thiền mà nói là thế nào là tiếng dỗ của một bàn tay thì hết đường để trả lời, đúng không? Cho tới một ngày nào đó chúng ta nghe được tiếng có và tiếng không thì chúng ta sẽ nghe được tiếng dỗ của một bàn tay. Dỗ một bàn tay nghe tiếng thì sao? Không ai trả lời được hết. Nên mình đừng có bài đặt khôn lanh là nó là không tiếng, không phải đâu. Không phải là không tiếng, nó có cái tiếng có một bàn tay dỗ vào hư không đó. Chúng ta đến một lúc nào đó học thiền thì chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của những cái câu công án này. Cho nên đối với phàm phu như mình, rõ ràng là mình đang thấy có và mình đang thấy không, mình thấy có trụ tướng có, thấy không trụ tướng không. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình cái chánh pháp để mình không có trụ được nơi tướng có và không trụ được nơi tướng không. Bởi vì sao? Bởi vì tướng có cũng là vô tướng và tướng không cũng là vô tướng. Và đưa ra kết luận đó một cái thấy dễ ủi vậy ha. Rồi giật đầu chấp nhận cái thôi. Xong rồi mình hiểu rồi đó. Phải không? Học đạo vậy là được rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu như vậy là tự dìm chết mình. Chúng ta phải làm sao thấy được thật tướng của tướng có này là vô tướng. Thật tướng của tướng không này vốn dĩ là vô tướng. Để chúng ta thoát ra. Không có còn trụ nơi tướng sắc và không có còn trụ nơi tướng không, để chúng ta hòa nhập vào cái vô tụ, vô trụ tướng. Cái vô trụ đó chính là cái thật, một cảnh giới thật là không có trụ nơi tướng sắc được và không có trụ nơi tướng không được, mà lúc đó đang hiện hữu ở tướng sắc và tướng không. Không trụ không có nghĩa là biến mất, mà không có trụ là hiện hữu nơi tướng có và hiện hữu nơi tướng không mà không có trụ tướng nào. Đó là cái thấy vô trụ. Từ cái chỗ vô trụ đó mà hiện hữu, chứ không phải là biến mất. Hai cái này nó khác nhau. Chúng ta không có cái sắc
để chúng ta không có bám trụ nơi sắc không có cái không, để chúng ta không bám trụ cái không là không phải. Có cái sắc đó và có cái không đó, nhưng mà mình không có trụ được tướng nào, thì đó là cái vô trụ mà Đức Phật muốn chỉ. Cho nên cái chánh pháp ở đây Đức Phật muốn chỉ dạy cho mình là vô trụ sắc và vô trụ cái không. Nhưng mà có cái nó không trụ được nơi sắc và có cái không trụ được nơi không. Cái hiện tiền đó là sắc không, không bao giờ hiện hữu được. Sắc không vẫn có đó nhưng mà nó không có hiện hữu trong cái thấy vô trụ. Thì đó là tướng vô trụ. Nó có một cái gì đó mà khi chúng ta rớt vào là rõ ràng chúng ta thấy tự nhiên mình không có trụ được chỗ nào. Đây là một cảnh giới để chúng ta rớt vào, chứ không phải cái để chúng ta hiểu về. Cái sự thật này vốn dĩ nó hiện hữu. Cho nên chúng ta thấy mình khác với cư sĩ họ Lư hồi xưa, đúng không? Mỗi ngày đúng củi đem đi bán, kiếm lon gạo về nấu cơm hai mẹ con ăn. Bữa đó thằng cha chủ bận công chuyện gì đó, tụng kinh chưa xong, lỡ đốn củi được nhiều, đem bỏ ở nhà kho rồi đứng đó chờ, chạy cho thằng cha tụng kinh xong mới ra trả tiền để về mua gạo ăn. Thì nghe tụng kinh kim khen, nghe bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái thấy ra ở nó đâu có trụ được cái chỗ nào đâu, xong chuyện. Cái thấy ban đầu thôi, tức là không có trụ, không bám được nơi sắc, không trụ, không bám được nơi thanh hương vị xúc pháp, nơi lục căn không bám trụ được nơi lục trần. Cái thấy ban đầu của cư sĩ họ Lư lập chừng đó. Nhưng mà ở chỗ này cũng xứng đáng rồi, chưa có triệt. Thế rõ ràng là mắt mình không có trụ nơi sắc được. Tại rõ ràng mình nhìn thấy hình sắc bên đây, cái mình quay qua đây, cái mình thấy cái sắc bên đây. Thì nếu như cái sắc này mà có dính thì mình qua bên đây thì nó chỉ thấy cái này chứ không thể thấy cái mới này. Nhưng mình xoay qua bên đây vẫn thấy cái mới, mình nhìn ở đây vẫn thấy cái mới. Chúng ta xoay qua xoay lại là cái thấy chúng ta luôn mới, không đeo đa bám cái cũ theo cái thấy của mình được. Đó là hiện thực. Mỗi âm thanh chúng ta nghe, mỗi mới nghe tiếng thứ hai là tiếng thứ nhất nó tự mất đi. Mình không trụ nơi âm thanh được. Đó là cái lý giải ban đầu, cái giải ngộ ban đầu của cư sĩ họ Lư. Chúng ta phải thấy rõ ràng là cư sĩ họ Lư ngộ hai lần. Và chính ngộ cái này ngài tin nên sinh tâm ở chỗ không trụ. Ở chỗ vô trụ này là cái thấy biết ban đầu của cư sĩ họ Lư rồi. Nhưng mà vào chùa phải giả gạo 8 tháng để sống thuần thục với cái chỗ không trụ ở lục căn này. Mà ngài thấy càng lúc càng rõ nơi tự tâm này gần như không có còn ở chỗ nào trụ bám nữa. Tới một ngày ngũ tổ xuống hỏi, thấy lục tổ của nhà ta ốm đến cái độ là đứng lên cây chài nó không còn có khả năng để bật để giả gạo nữa, phải đeo một cục đá cột bằng một sợi dây lụa trói, bước lên tuột xuống nó cọ, bước lên tuột xuống nó cọ tới lũng da lũng thịt cho tới dồi, bước lên cái rớt dồi khum xuống lụm dồi bỏ lên da cho mày ăn tiếp. Chứ không phải như mình mũi bay gần tới đập, không có chuyện đó. Rồi cọ cái da cho tới khi mà rách thịt rồi tới dồi nó bu đầy thì bước lên cái cối, bước xuống rớt dồi lụm bỏ lên, bước lên cái cối bước xuống dồi rớt lụm bỏ lên. Không có cái người thứ hai làm vậy trong lịch sử loài người, chỉ có lục tổ thôi. Lục tổ người ta là cái gì? Thì ngũ tổ thấy cái chuyện phải nói nó rất là thảm, phải dùng cái từ nhìn đứa đệ tử mình thấy thảm lắm. Ngũ tổ xót, phải dùng câu là gì đạo lý mà phải cực khổ quá ư? Thì lúc đó cư sĩ Hà Lư cũng không trả lời câu nào, tiếp tục bước lên bước xuống như vậy. Ngũ tổ mới nói là gạo đã trắng chưa? Thì cư sĩ Hà Lư trả lời là thưa thầy, gạo trắng lâu rồi, chỉ cần dần sàn nữa là xong. Thầy trò trả lời với nhau bằng cái kiểu đó, ai hiểu không? Gạo trắng lâu lắm rồi, chơi mà để tôi leo tới rách da rách thịt đổ dồi ra vậy mà giờ này mới xuống hỏi. Trắng lâu rồi, chỗ thấy ban đầu là nó xong rồi mà đâu cần phải làm thêm cái gì mà để người ta giả gạo tới 8 tháng như vậy.
Chứ cần dần sàng có nghĩa là cần thầy xác chứng nữa là xong chuyện. Thì như vậy là ngũ cổ gõ lên cái cõi ba lần. Chắc này sau này Ngô Thừa Ân mượn cái này mới nói chuyện con khỉ. Như vậy là gõ cõi ba lần thì thầy trò hiểu nhau rồi. Thì ngũ tổ đi về. Tối lục tổ, tối cư sĩ Hậu Lư chúng ta mò mò chung cho thất. Chư phụ để thẳng cửa chung vào, đóng cửa lại. Còn sợ người ta nghe nữa, lấy y quấn hết cái phòng luôn, không cho nào rình nghe hết. Bắt đầu mới đọc kinh Kim Cang trở lại. Đây dùng từ là giảng kinh Kim Cang, nhưng mà không cần giảng đâu. Đối với lục tổ bây giờ là không cần giảng nữa. Thì cũng đọc tới cái câu bất ân trụ sắc thanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì lúc này cư sĩ Hà Lư mới hoắc nhiên đại ngộ. Hồi trước là hiểu để bỏ để tu, nhưng bây giờ mới là hoắc nhiên đại ngộ. Mới la lên nào ngờ tự tánh ta xưa nay vốn tự thanh tịnh. Thấy được sự thật, từ xưa là vốn tự thanh tịnh, không có sắc, không có không phải, không trái. Xưa nay tự tánh ta hay sanh muôn pháp, xưa nay tự tánh ta vốn tự đầy đủ, xưa nay tự tánh ta vốn không sanh diệt, xưa nay tự tánh ta vốn đàn đầy viên mãn, vân vân. Phải một khúc nữa, không? Thì lúc đó là lúc mà được ân chứng. Chứ người mà thấy được cái sự thật, tự tánh hay sanh muôn pháp, thấy được sự thật, tự tánh bất sanh bất diệt, thấy được sự thật, vốn tự đầy đủ, thấy được sự thật, vốn tự thanh tịnh, vốn tự an lạc, vốn tự tròn đầy. Thì đó là người thấy đến sự thật rồi, cho nên mới được tọa ký làm tổ thứ sáu. Ở đó chúng ta mới thấy rõ ràng là nếu như mình tu tập mà mình trải qua cái bước vô trụ ban đầu, thấy biết được cái vô trụ ở nơi lục căn là đã giỏi lắm rồi, đúng không? Bây giờ mình thấy được trên cái thấy của mình nó không có trụ không? Ví dụ như mắt thấy hình sắc có trụ không? Thấy thì nó gật đầu, không có được gật đầu. Tức là bây giờ mình dòm thử, mình nhìn thử cái góc bên trái bên kia kìa, cái mình nhìn ngược là góc bên phải. Thì khi mình nhìn thấy góc bên trái là tất cả những cái tướng bên trái mình thấy. Nhưng mà nếu mình nhìn qua bên phải là tất cả cái tướng bên phải được mình thấy. Thì lúc mình thấy cái tướng bên phải là cái tướng bên trái nó trụ mất. Nếu nó trụ, nếu nó dính thì cái tướng bên trái nó sẽ đem qua tới bên phải. Chúng ta sẽ không thấy được tất cả các tướng bên phải. Đây là lý luận tên tướng để mình có thể thấy được về cái căn và trần nó không có dính nhau. Giờ âm thanh thứ nhất chúng tôi nói quý vị vẫn nghe, và nói tiếp âm thanh thứ hai quý vị nghe tiếp, nói tiếp âm thanh thứ ba vẫn nghe tiếp. Nếu như mà chúng ta nghe cái tiếng ban đầu nó bị dính lại thì tiếng thứ hai chúng ta nghe được không? Không. Chúng ta nghe được tất cả các thứ tiếng. Thì rõ ràng là cái nghe mình không có dính âm thanh. Ít ra chúng ta phải có kiến giải này ban đầu đó. Đây là mới là cái kiến giải ban đầu thôi. Mà thấy rõ như vậy được gọi là giải ngộ. Nó khác với người ta đọc kinh là tôi hiểu là các pháp vốn không, nó không có trụ, nó tướng có, không trụ, tướng không gì đó, là cái đó là cái hiểu khác. Còn khi mà cư sĩ họ Lư mà nghe một cái là thấy được cái sự thật nó hiển bày. Hai cái người này khác nhau, cho nên ta mới làm tổ được. Cho nên mình hiểu quá trời mà mình không làm tổ nổi. Ông kia thì từ xưa giờ ông học chữ nào trong kinh hết á. Nó vừa nghe tụng kinh rõ ràng là cái mắt thấy sắc đâu dính đâu. Thấy được sự thật là mắt không dính sắc. Thấy được sự thật là tai không dính tiếng. Căn không bao giờ dính trần, đó là cái thấy thật của cư sĩ Hậu Lư. Và nếu người nào muốn chậm tới đạo lý thì cũng phải thấy được sự thật này. Đây rõ ràng là lời dạy của chư Phật khiến chúng ta trụ chánh pháp. Và cái cửa ngõ này mà chúng ta qua không được, chúng ta không có học cái đạo lý gì được nữa. Nhớ điều này, nếu mà cái cửa ngõ vô trụ mà chúng ta thấy không xong hả, đời này đừng có hòng là học đạo gì. Và học thêm vô ích, kiếm cái gì? Kiếm cái gì mà cái sự thật này không có trụ, không có mắc, không có dính gì hết. Mà nếu như chúng ta thấy được sự thật này là toàn bộ trần gian này tự động rớt xuống liền tại chỗ. Khi mà nó thấy được cái thấy ban đầu như lục tổ bản năng là trần gian này không còn chỗ để bám chấp lại nữa rồi. Chúng ta nên biết như vậy, cho nên bỏ nhà đi tu là chuyện rất nhẹ nhàng. Thấy được một lần như vậy, tức là thấy được lý vô trụ. Đương nhiên chỗ đó nó chưa có triệt, nhưng mà không còn cái gì có thể bám chấp được trong trần gian này nữa. Hết chỗ bám rồi.
Nếu chúng ta thấy được một bước đầu như vậy là đủ để cho đời này đó. Người tu ban đầu phải nhận ra được lý vũ trụ này. Và tới hồi thấy thứ hai, phải chưa? Thì thấy cái vô trụ là một cái gì đó, một cái bản thể vô trụ thật hiện ra. Bản thể này không có sắc, không có không, không có đúng, không có sai, không hay, không có dở. Nó không có tướng sắc, không có tướng không, không có tướng phải, không có tướng quấy, không có tăng, không giảm, không có sinh, không có diệt. Là lần hai để thấy, và lúc đó được là cái triệt ngộ, thấy ra được cái sự thật là cái bản thể vô trụ hiện hữu. Thì từ đó trở về sau thì cái kiểu gì nó cũng hiện cái bản thể vô trụ. Và vạn pháp, nếu mà nói về tánh và tướng thì là tướng vô trụ và tánh vô trụ. Thấy rõ hai cái tánh tướng. Và thấy tới cái chỗ tận cùng, tướng không phải là tướng thì như là tánh không có. Thì cái vô trụ nó chỉ là cái không có cái chỗ nào để có thể trụ bám, gọi là không xứ sở, vô trụ xứ. Không có xứ sở, không có nơi trốn. Tìm một cái nơi để nương tựa gọi là vô y, vô sở y, không có. Thì khi một người đạt tới cảnh giới vô tướng thì đã sẽ hiểu được cái vô y là cái gì. Vô y thật sự. Thì vậy là nhận được chánh pháp mà Đức Phật chỉ. Còn nếu như chúng ta không có thấy được cái vô trụ, không thấy được cái vô y, không thấy được cái vô tướng, không có hòa nhập được trong đó thì rõ ràng là chúng ta không hiểu chánh pháp là gì. Ở đây nói rõ ràng là khiến cho chúng sanh trụ nơi chánh pháp là các pháp vô sở trụ. Trước nhất là chúng ta phải nhận được các pháp vô sở trụ. Căn trần không có chỗ dính nhau, có nghĩa là không có chỗ để trụ lại, không có chỗ để bám lại, không có chỗ để chấp lại. Ít ra ban đầu chúng ta phải thấy được điều này. Người học đạo bước đầu tiên phải thấy được điều này. Và khi mà nhận được cái vô tướng, để không còn tướng có, không còn tướng không, để không còn trụ ở đâu được nữa, là lúc đó chúng ta đạt tới cảnh giới vô ngã. Đạt tới cảnh giới vô tướng có nghĩa là tới cảnh giới vô ngã rồi. Thì không có ta, không có người, không có trong, không có ngoài, không có chỗ để bám. Thì chỗ đó mới thực sự là trụ ở trong chánh pháp. Chẳng thân mà nói thân, chẳng khởi mà hiện khởi, không thân cũng không thấy, là Phật thân vô lượng. Bây giờ thật sự là không có thân tướng, không có tướng, cho nên không có thân. Ở trong cảnh giới vô tướng thì không có thân, nhưng mà làm sao là hiện nói có thân. Như vậy là đối với tất cả chúng ta, chúng ta từ cái chỗ vô tướng hiện có cái tướng thân này. Nhưng mà cái thân này nó không phải là thân. Thân này vốn thật là không có thân, nó không có niệm, nhưng mà hiện khởi thành vọng niệm. Cái chỗ tuyệt đối vô tướng này nó không có cái tướng niệm, không có tướng thân. Mà vì sự lầm lẫn của chính mình mà mình thấy có tướng niệm, thấy có tướng thân. Không thân cũng không có cái thấy luôn. Cái thấy có niệm mà cái thấy không niệm cũng không có. Và không thân, thực sự là thân không có. Và cái thấy có, thấy không cũng không có. Và cái hiện cái tướng, chúng ta dùng cái từ là cái, nếu ai hiểu được cái từ thấy có và hiện tướng có khác nhau. Hai cái này nó khác nhau nha. Mình thấy có tướng và tướng có nó hiện, hai cái này nó khác nhau không? Chúng ta trong cái khái niệm ở nơi tâm của chúng ta thấy hai cái này khác nhau. Nếu chúng ta nghe người ta giảng là cái tôi thấy có tướng, nhưng mà người khác nói là cái tướng nó hiện. Tướng nó hiện thì không phải do cái thấy mà hiện tướng đâu. Cái thấy tướng có nghĩa là cái thấy của căn và trần. Nhưng mà cái tướng hiện đó thì không phải căn trần. Hiện tướng không do căn trần. Cho nên mọi sự vật hiện tượng đều hiện, tướng có, tướng không đều hiện. Thì cái thấy mà tướng có, cái thấy tướng không vẫn là cái thấy của căn trần. Nhưng mà tướng có và tướng không hiện thì không phải là cái thấy của căn trần. Chúng ta làm sao mà có được cái này rõ ràng trong cái hiểu của mình đó, thì mình sẽ
thấy ra nhiều điều ở bên sau đó. Còn chúng ta chưa có rõ ràng hai cái này, cái hiện tướng có và hiện tướng không nó khác với cái thấy có và thấy không, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái đạo lý sâu ở bên sau. Đây là cái mà để chúng ta để ý, lưu ý khi mà nghe, khi mà nghe một người nói là thấy tướng có, thấy tướng không, nó cũng là không. Người khác nói là cái tướng có, tướng không nó hiện ở đó nhưng mà nó không có gì. Khác nhau không? Khác lắm á. Chúng ta sẽ hiểu nó khác, thấy nó khác được cái chỗ này. Có nghĩa là chúng ta có được một chút gì đó, trí huệ Phật đạo. Chứ thôi chỗ này chúng ta không minh định ra. Cho nên nó là thân không có và không luôn cái thấy. Không luôn cái thấy tức là không cái thấy của căn trần. Hồi nãy mình thấy có tướng có, mình thấy có tướng không là có cái thấy tướng có và tướng không. Bây giờ không luôn cái thấy có và thấy không thì nó chỉ là hiện hữu cái như vậy thôi, chứ nó không có tướng có và tướng không nữa. Cho nên nếu mà chúng ta vượt thoát khỏi cái thấy của căn trần thì chúng ta sẽ mất đi cái thấy quen thuộc. Tất cả những tướng đều do mình thấy, là cái thấy đó, cái thấy quen thuộc mấy chục năm cuộc đời của mình rồi. Bao nhiêu ngàn kiếp đã từng thấy như vậy rồi. Ở đây là không luôn cả cái thấy, không tướng và không có cái thấy. Mà còn tướng không? Tướng thời gian không hoại, tướng thời gian thường còn nguyên đó, không mất. Nhưng mà nó hiện tất cả các tướng có và tướng không, nhưng mà không phải là cái thấy. Cái đó không phải là cái thấy. Thì đó, nếu như chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta mới thấy được rõ ràng là từ cái không tướng, cái vô tướng nó sẽ hiện tướng có và tướng không một cách rất rõ ràng. Phật thân là vô thượng. Cái do cái vô thượng Phật thân này nó làm hiện tất cả tướng có và tướng không. Như Ngài Thật Huệ nói, chư Phật diệu pháp tánh, nếu người nghe pháp này sẽ được thanh tịnh nhãn. Ở trước Ngài Thật Huệ nói là chư Phật là gì? Là diệu pháp tánh, không có cái gì khác. Nói tới chư Phật là tức là nói cái sự nhiệm màu, cái sự hiện tiền của pháp giới mười phương này, chứ không có gì khác. Nếu mà ai thấy được, ai thấy được cái vô tướng hiện tiền trong cái khoảnh khắc hiện tại này, tức là chúng ta thấy được Phật, thấy được chư Phật mười phương. Nó chỉ là diệu pháp tánh, nó là một cái gì vi diệu hiện tiền, nó là một cái gì mênh mông hiện tiền mà không có trước, không có sau, không trong, không ngoài, không đoạn giữa, không có nhiều, không có ít, không quá khứ, không vị lai, không thời gian, không không gian. Thì đó là cái người nghe được, thấy được cái sự thật. Lúc đó Ngài Kiên Cố Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng: vĩ đại, quang minh lớn, bậc vô thượng dũng kiện, vì lợi ích quần sanh mà xuất hiện thế gian. Phật dùng tâm đại bi quán sát khắp chúng sanh, thấy ở trong ba cõi luân hồi thọ nhiều khổ, chỉ trừ đấng chánh giác, đấng đạo sư đủ đức, tất cả các trời người không ai cứu hộ được. Vậy này, đầu tiên, câu đầu tiên là khen hào quang của Phật là gì? Quang minh lớn. Đó, sáng mình nói rồi, cái thấy càng sâu chừng nào thì càng thấy cái hào quang Đức Phật càng sáng và càng rộng chừng đó. Cho nên nếu mà trí huệ Phật đạo chúng ta chưa mở ra thì chúng ta không bao giờ mơ thấy nổi hào quang của Phật. Mơ thấy còn không nổi, vấn đề đừng nói là thấy thật. Đó là khi mỗi người ngộ đạo là đầu tiên thấy được cái hào quang Đức Phật rực sáng và trùm pháp giới này. Người đó gọi là người triệt ngộ. Thì vị Kiên Cố Huệ thấy được điều này, vĩ đại hào quang lớn, tức là hào quang lớn đến mức độ mà Ngài dùng từ là vĩ đại thì không còn ngôn ngữ khác để nói nữa, kinh khủng quá. Bậc vô thượng dũng kiện, không ai có thể so sánh được cái lực dụng của Đức Phật trong tam giới này, không có ai có cái khả năng đó. Dũng mãnh, mạnh mẽ,
Thì cái từ đó chỉ dùng cái từ đó để có thể nói ở thế gian mình thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái lực, cái hào quang là khi mà một vị Bồ Tát mà chạm được thì đủ sức để có thể chuyển hóa để giác ngộ. Một chúng sanh mê lầm chạm được hào quang Đức Phật đủ có thể phá hết mê lầm sanh tử muôn vạn kiếp. Thì cái lực này ai bằng? Cho nên dũng kiện, bố thượng vũng kiện, không có cái gì có thể so sánh được cái lực của Đức Phật. Lực của Đức Phật nó ảnh hưởng tới khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Bây giờ chúng ta đi các cõi khác, lỡ như bây giờ mình có thể đi lạc qua một cõi khác, nói cái danh tự Phật thôi, là chúng sanh đó nếu mà thực sự có thiện căn đã từng gặp Phật hoặc hiểu biết Phật Pháp rồi thì họ sẽ cúi đầu kính lễ liền bất kể chỗ nào. Thành ra cái lực của Đức Phật đối với tam giới này, đối với pháp giới mười phương này, tất cả chúng sanh đều phải nói là kính ngưỡng nể phục. Và nhờ cái lực đó mà tất cả chúng sanh đều được chuyển hóa. Nếu mà chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta nghe danh tự Phật, chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật mà chúng ta chưa chuyển hóa được thì chúng ta không có lòng tin này. Chúng ta chưa đủ cái phước duyên để có thể vì một lời mà mình chuyển hóa, một bài kinh mà mình chuyển hóa, hoặc là hình tướng Phật mà mình chuyển hóa, rõ ràng là cái thiện căn chúng ta chưa có dày. Khi nào thiện căn chúng ta dày, nghiệp chướng chúng ta mỏng, thì một lời của Phật đủ có thể chuyển hóa mình. Lúc đó mình mới thấy cái lực của Phật lớn cỡ chừng nào. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy nổi. Cũng ì ra đó, chúng ta cũng đọc kinh, chúng ta cũng lại Phật, rồi chúng ta cũng xưng danh Phật đủ thứ hết, nhưng mà mình chưa chuyển được cái gì hết, chưa chuyển hóa được, tức là chúng ta chưa nhận nổi cái lực này. Những vị Đại Bồ Tát đã thừa nhận là mình sao? Nhờ cái lực đó mà mình chuyển hóa để được giác ngộ giải thoát. Những vị mà đã có trí huệ Phật luôn luôn thấy được điều này. Còn mà chúng sanh bình thường thấy không nổi. Mà Đức Phật xuất hiện là vì lợi ích quần sanh, tức là lợi ích chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này. Phật dùng tâm đại bi quán sát khắp chúng sanh, thấy ở trong ba khỏi luân hồi thọ nhiều khổ. Chúng ta dùng cái từ quán sát, cái mình nghĩ là nó phải lắng tâm lại, rồi chúng ta phải hướng về cái chỗ nào đó để cho mình mới thấy được, đúng không? Không phải vậy. Mắt của Phật một phen thấy là khắp pháp giới này không thừa sót miếng nào bên ngoài hết. Cho nên cái từ quán theo cái kiểu của thiền quán nó khác với cái quán là cái thấy biết của trí tuệ Phật, khác nhau hoàn toàn. Quán là dùng tâm để hướng về một đề mục nào đó để chúng ta sao huân quán để thấy được cái sự thật của nó là cái gì. Nhưng với trí tuệ Phật thì không phải như vậy. Cái quán sát có nghĩa là cái từ thấy biết. Với cái trí tuệ của Đức Phật, khắp pháp giới chúng sanh này được Đức Phật thấy một lượt trong một sát na tâm thôi. Chúng sanh luân hồi như thế nào, khổ như thế nào, không phải thấy cái chuyện luân hồi ngay tại đây, mà là thấy cái chuyện của tất cả chúng sanh ngay tại đây, cũng thấy được cái chuyện luân hồi hằng hà xa số kiếp về sau của tất cả chúng sanh muôn loài. Thấy hết, gọi là thấy được cái tướng của gì? Nhân quả. Thấy rất rõ ràng. Một chuyện của chúng sanh cười nói ngay tại đây, Đức Phật liền thấy hằng hà xa số kiếp về sau sẽ đến đâu về đâu. Đó gọi là cái thấy biết của Phật. Chỉ trừ đấng đại giác, đấng đạo sư đủ đức, tất cả các trời người không ai cứu hộ được. Ở đây người nói là nếu không phải là Phật thì không ai có thể cứu hộ chúng sanh nổi đâu. Các vị chư thiên cõi trời cũng không có đủ cái lực, cũng còn phải theo học Đức Phật nhiều để có thể đạt ngộ giải thoát như chư Phật thì mới có thể cứu độ chúng sanh được. Nếu chư Phật Bồ Tát chẳng xuất hiện thế gian thì không một chúng sanh có thể được an lạc. Câu này mình tin không? Phút giây nào chúng ta được an lạc thì dù giữa trời đi nữa chúng ta cũng quỳ gối xuống đảnh lễ để tạ ơn Phật, tạ ơn Bồ Tát dùng đi. Khi mà chúng ta thật có an lạc trong cuộc đời này thì rõ ràng là nhờ ân đức của Đức Phật và chư Đại Bồ Tát. Không có mình không có dễ gì được an lạc đâu. Thì cái chuyện thật là mình được học Phật, mình tu Phật để mà được an lạc. Từ cái chuyện mà khả năng mình không thấy biết được thì thực sự không có lúc nào chư Phật chư Bồ Tát không bảo hộ gìn giữ chúng ta.
để chúng ta được an lạc. Nói gì thì nói, chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn bảo hộ, gìn giữ mình. Thành ra được ngồi yên một giây ở trong tam giới này, nói chung trong đạo tràng này nói riêng, thì chúng ta nên thầm cảm niệm ân sâu của chư Phật và chư Bồ Tát dùm. Không có chư Phật chư Bồ Tát, chúng ta không có ngày giờ ở yên ở đâu đâu, mà bị thác loạn trong những cái cõi khổ, phải dùng cái từ thác loạn, trong những cái cõi khổ, trong những cái thảm cảnh cuồng loạn, thoát loạn, chứ không có phút nào chúng ta ngồi yên. Thì chúng ta mà được ngồi yên một tiếng như hồi nãy giờ thì rõ ràng cái lực gia trì hộ niệm của Đức Phật lớn lắm. Sự xuất hiện của Đức Phật và chư Bồ Tát đầy ở trong tam giới này, chúng ta mới có được những ngày tháng như vậy. Cho nên có được phút giây nào an lạc thì nên biết đó là lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Không có chư Phật chư Bồ Tát thì không có một chúng sanh nào được một mảy may an lạc. Nếu mà chúng ta nói ngược lại, cho nên có được một mảy may an lạc nào đó là nhờ có sự xuất hiện của chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu ai biết được điều này thì phước của chúng ta, phước lành chúng ta được sanh, biết được một chút vậy thôi là phước chúng ta sinh nghìn trùng. Chưa nói là cái chuyện cúng dường gì hết. Chỉ cần chúng ta biết được điều này, chúng ta hiểu, chúng ta tin sâu điều này, thì đó là cái phước báo muôn thuở mà chúng ta đã gieo trồng. Bây giờ bắt đầu nó nảy nở. Thì quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời này mình sẽ có một cái sự biến chuyển khác. Nếu chúng ta tin rằng đời sống an lạc của mình đang có, sẽ có, là do sự xuất hiện của chư Phật, chư Bồ Tát mình mới có. Có nhiều người Phật tử tới giờ này không tin. Tôi nói thậm chí tới người xuất gia chưa tin nổi điều này, đừng nói là Phật tử. Những người tu theo Phật, bỏ cả cuộc đời theo Phật, chưa tin nổi câu nói này. Ở đoạn trước có một câu là sao? Tất cả những cái có trong tam giới này là do gì? Do phước của Phật ban, do chư Phật ban cho mình. Thì cho tôi cũng nói là nếu ai tin được câu nói đó thì đời của họ sẽ có một bước chuyển mới. Sâu trong lòng chúng ta phải tin điều này. Tại vì mình ngồi mình nghiệm theo cái kiểu chúng sanh đó, là hồi mà còn trẻ mình sanh ra là cha mẹ mình sanh mình, đúng không? Rồi nuôi mình lớn lên, rồi mình phấn đấu, mình đi học, cái mình làm mình có tiền, cái mình cất được cái nhà lầu, cái mình mua được chiếc xe hơi, cái mình được sống sung sướng hơn người khác. Đó là do mình làm, do phước mình nó tụ. Mình giỏi hơn người bên cạnh, mình học giỏi hơn, mình làm giỏi hơn, mình có tiền nhiều hơn. Đó là cái phước của mình, phải không? Đương nhiên chư Phật không bao giờ chối bỏ cái này là phước của mình. Nhưng mà phước mình được chư Phật ban nhiều hơn người kia. Nếu mà nói như vậy là nói trúng. Phước của mình, nhưng mà được gì? Được chư Phật ban mình nhiều hơn người bạn mình. Mình có phước cho nên được chư Phật ban nhiều hơn, cho nên đời sống chúng ta an lạc hơn, sung túc hơn người kia. Chúng ta có bao giờ nói vậy không? Hay là tôi có phước cho nên tôi được như vậy? Tôi được như vậy là do nhận được cái phúc báo từ chư Phật ban cho mình. Và đây là một câu nói mà đầy đủ cái sự khiêm tốn và trí tuệ. Có được ngày hôm nay như thế nào là do Phật ban mình. Chúng ta tin nổi cái này thì đó là cái thiện căn phước đức chúng ta lớn. Ai mà không tin điều này thì dù người đó là ai, tôi cũng dám nói rằng người đó không có thiện căn lớn, thiện căn mỏng, dễ bị phá vỡ. Cho nên chúng ta phải thấy rằng sự xuất hiện của Đức Phật ở thế gian này đều đem lại sự an lạc lớn cho tất cả chúng sanh. Như Lai đẳng chánh giác và các chúng hiền thánh xuất hiện ở thế gian cho chúng sanh được vui. Đó là nãy an lạc, bây giờ cái vui. Chúng sanh có được cái vui là nhờ các vị thánh hiền, nhờ sự xuất hiện của chư Phật.
Và chư Phật và chư Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền luôn luôn đi khắp nhân gian này để làm cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ, được cái an vui. Đó là sự thật. Nếu ai thấy Như Lai là được lợi lành lớn, nghe hiệu Phật sanh tinh thì là pháp thế gian. Ai mà khen thấy được Như Lai thì sao được lợi lành lớn? Chúng ta không có hiểu nổi là cái phước để được thấy Phật một lần. Chúng ta sanh sao Phật quá mình không thấy nổi cái này. Chúng ta đọc cái phần mà thọ ký của Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa á, thọ ký cho ai? Thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phật, trải qua hằng hà xa số kiếp về sau được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thấy chưa? Thì vậy là trước phút thành Phật đó, Đức Phật nói rõ ràng là được gần gũi, hầu hạ, cung kính, lễ lại, cúng dường hằng hà sa số chư Phật mới được thành Phật. Có nghĩa là gì? Trước phút thành Phật mới được thấy Phật. Như Ngài Xá Lợi Phật được thấy Đức Phật Thích Ca rồi, đúng không? Vậy mà còn trải qua hằng hà sa số kiếp về sau tu hành nữa, phải hầu hạ, lễ lại, cung kính, cúng dường, gần gũi hằng hà sa số chư Phật, không tiếc thân mạng nữa thì mới được thành Phật. Cho nên cái lợi lành mà được thấy Phật có nghĩa là người đó sắp thành Phật rồi. Cái lợi đó có cái lợi nào lớn hơn không? Cho nên chúng ta ở đó là mình hay than mình sinh ra cái đời mạt pháp này xa Phật. Thật sự cái đời nào cũng chừng ấy thôi à. Đừng nói là trượng pháp là gần Phật, mạt pháp là xa Phật. Đời nào Phật cũng hiện hữu hết á. Nhưng có điều là chúng ta đủ phước để có thể thấy Phật hay chưa thôi, chứ không phải là Đức Phật ẩn khuất ở đâu mà chúng ta không thấy được. Cái thấy của mình là do cái tưởng, tưởng hằng hà, sai số cái lớp tưởng để che, mình đâu có thấy được cái sự thật đâu. Mình thấy thì giống như bình thường, nó đâu có thấy gì che, tôi thấy hư không trống lỏng này đâu có gì che. Nhưng mà thật sự hằng hà sai số cái tưởng trong cái thấy mình nó đã che chắn sự thật. Thì làm gì mình thấy nổi Phật? Chừng nào mình phá hết tất cả những cái tưởng tướng mà mình đang có thấy ở đây trong trần gian này, thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy được Phật. Và lúc đó cái lợi kinh khủng không thể nào dùng từ ngữ của thế gian có thể diễn tả được một lần được thấy Phật. Cho nên lúc trước mình nói có rất là nhiều người đi Ấn Độ tới cái chỗ mà Đức Phật thành Phật, dân nó nghèo, sơ nghèo sát luôn. Thì người ta thắc mắc nó đáng lý cái chỗ của Phật thành Phật nó phải là phước báo ghê gớm lắm rồi nữa, tại sao chúng sanh lại nghèo khổ như thế này? Câu hỏi đó dành cho ai? Dành cho cái người không hiểu biết đạo Phật. Những người hiểu biết đạo Phật họ sẽ thấy khác lắm. Mấy cái người mà chưa gần thấy Phật á, thấy Phật và gần thấy Phật thì bây giờ họ thành thánh. Thành thánh đó rồi. Thấy Phật là đã thành thánh rồi, mà gần gần thấy Phật họ cũng đã thành thánh đó rồi. Còn những người đang sống này có khi hồi xưa là côn trùng nhỏ nhít nào đâu, bây giờ lên làm người, hoặc là những cái chúng sanh ở cõi khác tới sinh hoạt trong cái thời mà xa Phật, mặc dù ở trên mảnh đất Phật nhưng mà họ xa Phật. Thành ra là cái phước báo họ mới thăng tiến ở cái tầng đó, họ được lết la, họ được gần gũi ở cái mảnh đất Phật cũng là một cái điều phước ở trong đời của họ rồi. Thế đừng có mong cầu gì hơn. Và nhờ những cái cuộc sinh tử mà gần gũi, thân cận, lễ lại, quý vị thấy nè, ngay trên mảnh đất Ấn Độ gần cái cội Bồ Đề cũng có rất là nhiều người không tin danh hiệu Phật. Chúng ta dùng từ là không tin có Phật. Thì ở đó làm gì có phước báo? Rõ ràng là trên đất Ấn Độ rất là nhiều người không tin Phật là một đấng đại giác Thế Tôn. Họ tin thần của họ giỏi hơn Phật. Cho nên họ không bao giờ họ niệm Phật, không bao giờ tin có danh hiệu Phật là một bậc giác ngộ cả. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên dù ở trên mảnh đất Phật mà không tin điều đó. Có những đứa trẻ mà gặp những cái tập đoàn ăn xin đó, chúng ta phải dùng cái từ là những cái tập đoàn ăn xin,
họ bắt những đứa trẻ, họ bẻ giò, bẻ tay cho gãy để lết la ở chỗ đó để xin ăn. Mà thấy nó lết lết vậy chứ ở xa xa đều có người giám sát. Mấy đứa bé đó này chỉ một là nhận được tiền từ cái người khách tới cho, hai là chiều nhận được một bán cơm với đòn roi nữa. Ngoài ra nó đâu có nghe được tiếng gì đâu, không nghe được tiếng Phật nữa đâu. Mặc dù là người trên cái mảnh đất, cái vùng đất mà Đức Phật giác ngộ, nhưng mà tới giờ phút này nó cũng chưa nghe được cái danh tự Phật. Nó chỉ biết lết rồi xin ăn, không biết cái gì. Một số người đó cũng rình rập để coi mày được lấy nhiêu tiền đặng tao hốt tao bỏ trong túi. Chứ mấy người đó cũng đâu có tin Phật là cái gì. Họ cũng biết mọi người giờ đó lễ ở cái cây đó, cái cây đó họ cũng chưa từng bước tới là coi là cái cây gì, đất đó là đất gì. Với mắt phàm thì họ không thấy được cái giá trị đó đâu. Người dân Ấn Độ họ không thấy được giá trị đó. Một số người dân ở khắp nơi trên thế giới gì hiểu Phật, tin Phật, kính quý Phật quá, muốn đi tới đó để lễ lại, đi hành hương tới mảnh đất thánh đó. Nhưng mà họ sống ở đó, họ có ngày này thì họ đói, có ngày khác thì họ no, họ còn không tin nữa. Cho nên ở tại mảnh đất Phật chưa chắc đã tin Phật. Tại đó chúng sanh mà khi mà nghe được danh hiệu Phật là một cái chuyện khác hoàn toàn. Cho nên đó là nếu ai thấy được một lần thì rõ ràng là cái lợi lạc rất là lớn. Thật ra chỉ cần nghe hiệu Phật mà sanh tinh thôi thì quá lợi ích cho mình rồi. Cũng may là đời này chúng ta tin Phật, đúng không? Chúng ta nghe được danh hiệu Phật mà chúng ta sanh cái lòng tin đối với Phật thì là pháp lành của thế gian, pháp lành cho đời của mình. Đương nhiên là chúng ta chưa từng mộng thấy Phật, nhưng mà rõ ràng trong lòng của mình rất là thương, rất là quý kính Phật. Nghe danh tự của Phật mình có một cái sinh được cái cảm tình đó, rõ ràng là chúng ta cũng có, phải nói là nhiều đời, nhiều kiếp gieo trồng thiện căn. Có nhiều người, hồi trước chúng tôi có kể một cái chuyện là có một người đó là Phật tử, đang làm ăn cũng tương đối khá, nhưng mà nghe chuyện khá hơn bám theo, có nghĩa là chuẩn bị lấy kho tàng kinh khủng lắm. Mà lấy kho tàng đó là giá trị bằng nửa cái đất nước Việt Nam rồi luôn. Thành ra mà muốn lấy cái đó là phải bỏ tiền đầu tư. Đầu tư là nhiều tiền lắm. Và đầu tư với cái số tiền ở chừng đó là sẽ lấy được. Họ đi tới các chùa, họ phát tâm cúng dường ghê gớm. Phát tâm trúng cái chùa ở ngoài Long Thành tới 10 triệu đô. Và nếu như chùa Long Hương mà họ lấy được là họ sẽ cúng hết luôn cái công trình xây dựng chùa Long Hương cũng cả chục triệu đô. Ví dụ vậy, phát tâm trúng rất là nhiều chùa. Và chỉ mong thầy trụ trì là lại Phật xin giùm phụ để cho con chuyện nó thành tựu sớm một chút, đừng có tiền cất chùa. Mà tôi cũng bị dướng cho trường hợp đó, tôi cũng cầu nguyện giùm bả. Cho tới 6 tháng sau, cho tới năm sau cũng gần được hoài à, gần tới rồi thầy, gần xong rồi thầy, gần được rồi thầy, thầy gắn cầu nguyện giùm con, gần tới rồi, gần xong, gần được rồi. Thì có một hôm tôi nhận cú điện thoại của cũng chính người này. Nói thưa thầy, bây giờ con không còn tin Phật nữa. Tất cả của cải của con đổ dồn vô chuyện này sạch hết rồi. Từ bên Mỹ về Việt Nam, lập nhiều cơ sở làm ăn. Bây giờ đất đai nhà cửa bán hết để dồn vô việc này mà Phật không giúp con. Không tin Phật nữa. Cúp điện thoại cụp, không cần tôi giải thích. À, từ đó sao không còn gặp lại nhân vật này nữa thì không biết giờ họ sẽ như thế nào thì chưa biết. Nhưng một câu nói là không còn tin Phật là đủ, đủ à. Đủ để biết người ta đi đâu về đâu rồi. Rõ ràng hồi xưa tới Phật cũng vì cái mục đích khác. Cho nên bây giờ không đạt cái mục đích đó là không tin. Có nghĩa là tin Phật là sẽ giúp họ làm ăn buôn bán, mua mai bán đất làm giàu. Bây giờ Phật không làm cho họ mua mai bán đất làm giàu là họ sẽ không tin Phật nữa. Đơn giản là tới Phật vì gì? Vì quyền lợi riêng tư, chứ không phải là lòng tin với chánh pháp. Cái đây là cái mà mình nói để mình muốn nói cái ý nghĩa tin Phật của nhiều người. Chúng ta tin Phật vì mục đích khác chứ không phải vì mục đích giác ngộ giải thoát. Và câu này là một trong những trường hợp đó.
Rõ ràng là cái khởi đầu để đi đại Phật là gì, cũng muốn Đức Phật giúp mình cái này, muốn Đức Phật giúp mình cái kia mà theo Phật. Cho tới cái kết cuộc cuối cùng là Đức Phật không đem lại quyền lợi như cổ mốn. Một câu hỏi đơn giản là bây giờ mình muốn một núi vàng, nhưng mà phước mình được một cục chưa? Chưa. Phước mình nó chưa được mãi tơ nữa mà đòi nguyên núi vàng. Rồi bắt ông Phật phải bưng núi vàng giao cho mình. Giao cho mình nhiều quá đè vàng đó đè không mình cũng đủ chết ngàn mạng nữa. Đức Phật thương mình mà không cho mình cái số lớn đó để mình chết sớm. Chứ đừng có nói. Cái phước báo của con người ta nó có những cái rất là lạ mà người ta muốn cái lòng tham nó quá với cái phước của mình. Nhiều người như thế rồi sinh ra thất vọng. Chúng ta phải hiểu mình là ai, phước mình bao nhiêu và mình đang cầu cái gì, đang mong muốn cái gì, ngang với cái phước mình hay là quá với cái phước mình. Chứ nhiều người lý tưởng ghê gớm lắm, cuộc sống này mình sẽ xây dựng một cái cơ đồ là ghê gớm nhất ở trần gian này, là số một hết đó, cái gì mình cũng làm số một, số một, số một hết đó, để mình có thể cứu hết chúng sanh trong tam giới này. Có nhiều người cũng mơ hồ vậy, và họ cũng làm ghê gớm, cuối cùng làm không được gì hết, cuối đời gục ngã trước cái mơ mộng hão huyền của mình, không thực hiện được điều gì hết cho bản thân, chứ đừng có nói cho xã hội, cho loài người, mà họ vẫn tiếp tục mơ ôm cái mộng nó đi đời sau mà không thấy được là phước của mình nó không có đủ để làm cái gì trong cái mơ ước của mình cả. Bây giờ cái phước mình đủ để dựng tượng Phật 1 mét thôi mà đòi dựng được Phật tới 500 mét, để nó làm cái tiêu điểm cho thiên hạ lễ lại, làm cái gì đó, một cái điểm du lịch lớn gì đó. Mà chúng ta cũng gặp nhiều thầy như vậy, nhiều người mơ mộng như vậy. Mà rõ ràng cái phước mình nó không có đủ để mình thực hiện một cái, đương nhiên đó là một cái việc lợi ích, việc thiện, nhưng mà phước mình không đủ thì dừng đi. Nên biết là cái phước mình tới đâu để mình phát tâm phát nguyện gì. Mở tâm ra đương nhiên là có. Ví dụ phát tâm phát nguyện độ tận chúng sanh có, chứ không phải không, nhưng không phải đợi này. Khi chúng ta phát tâm đại thừa có nghĩa là khi chúng ta thấy được cái khổ của chúng sanh trong pháp giới mười phương này, chúng ta phát tâm nguyện sẽ đạt được giác ngộ giải thoát để độ tận tất cả chúng sanh muôn loài, thì chúng ta sẽ phấn đấu ngày nào giờ nào cũng phấn đấu để chúng ta đạt được giác ngộ giải thoát tận cùng, như chư Phật chư Bồ Tát được giác ngộ, để mình đủ trí đủ phước mà độ sanh. Chứ cái sự giác ngộ mình chưa đủ lớn thì mình cũng không độ được ai. Đó là hiện thực. Đương nhiên tâm nguyện mình lớn nhưng phải chờ đợi hằng hà sa số kiếp sau, đến ngày chúng ta thực sự thành Phật. Nhưng mà tâm nguyện thì có, nếu chúng ta hướng đúng. Thành ra khi mà một chúng sanh, ở đây nói là chúng sanh thấy Phật thì được lợi ích lớn rồi, mà nghe danh tự Phật chúng ta tin. Chúng ta tin cái gì? Chúng ta chỉ thuần là tin Đức Phật là một cái bậc trí tuệ mà vô song, không có ai có thể so sánh về trí tuệ giác ngộ của Đức Phật trong tam giới này. Tin Đức Phật về phước báo không ai có thể hơn được. Cả hai cái này gọi là lưỡng túc tôn, tức là phước đức và trí huệ tròn đầy. Chúng ta phải đủ lòng tin này là được rồi. Và ai tin như vậy là xem như chúng ta bắt đầu nảy nở thiện căn và phước đức của mình ở trong cuộc sống này. Và những cái điều mình có đây thực sự là nhờ có Đức Phật xuất hiện ra đời. Chúng ta phải tin được điều này nữa. Thì không phải mỗi cái chúng ta phải xè tay xin Phật. Đức Phật ngoài cái chuyện ban phát phước cho chúng ta, còn dạy cho chúng ta sống để tăng phước, dạy cho chúng ta sống để khai mở trí huệ. Thì chúng ta phải thực hiện được những cái lời dạy của Đức Phật, để phước chúng ta mỗi ngày mỗi tăng, huệ chúng ta mỗi ngày mỗi mở. Tức là chúng ta tin Phật, chúng ta làm đúng theo lời Phật dạy. Còn những người không có làm được, làm mà không sanh phước, làm mà huệ không có, có nghĩa là chúng ta làm chưa đúng. Hoặc là chúng ta chưa tin hết lời Phật dạy, cho nên khi Đức Phật nói một câu mình không chịu làm. Nó giống như Đức Phật nói trước rồi tất cả các pháp vô tướng, mình đâu có tin đâu. Tin là mình nhập trong cảnh giới vô tướng rồi. Đó, hồi trước mình nói là tại mình không có tin Phật cho nên mình tu hoài không có kết quả. Thì mình có thể cãi lại, nói cả đời tôi theo Phật, tôi lại Phật mà nói tôi không tin Phật là nói làm sao. Tôi nói bây giờ tin Phật thì Phật nói câu nào làm câu đó đi, đúng không? Phật nói câu gì làm câu đó đi.
Đó, Đức Phật dạy chúng sanh trụ trong chánh pháp là thấy được tất cả các pháp đều vô sở trụ. Ngon làm được điều này một cái đi mới được gọi là mình tin Phật tuyệt đối. Còn này mình nghe, mình hiểu, mình có thể chấp nhận rồi, nhưng mà mình vẫn trụ, vẫn chấp. Mình chấp có cái thân thật, không phải Đức Phật đâu có nói mình cái thân này là thật đâu. Nhưng mình vẫn cãi Đức Phật, mình cho cái thân này là Phật, mình cho cảnh giới này là thật. Đó là mình cãi lời Phật, chứ đâu phải mình tin Phật. Xét cho cùng là chúng ta chưa đủ lòng tin với Phật. Xét cho cùng là chúng ta luôn cãi lời Phật dạy, không có hành theo pháp của Phật. Chưa có ai trọn một ngày thực hành đúng lời Phật dạy. Ví dụ như từ sáng giờ chúng ta đi vô nè, có ai từ sáng giờ thấy cái thân này không phải là mình không? Thấy liên tục chừng tiếng đồng hồ thôi có không? Chưa. Rõ ràng là chưa chịu thấy như vậy. Chưa cho thấy là mình tin Phật hay là không tin Phật. Mà cãi nói tôi tin Phật ghê gớm lắm thầy ơi, tôi có thể bán mạng gì Phật. Tôi nói không có cần bán mạng, chỉ cần làm đúng lời Phật dạy một tiếng đồng hồ thôi là thấy cái thân này không phải là mình giùm đi. Đúng không? Đơn giản là thấy thân này không phải là mình đi. Mà chúng ta còn chưa làm được. Đức Phật nói là dạy chúng sanh trụ trong chánh pháp là thấy được cái vô trụ. Bây giờ mình thấy mọi cái có trụ hay là vô trụ? Mình chưa bao giờ dám thấy được tất cả các pháp là vô trụ, để mình không dính mắc với tất cả những cái điều trong cuộc sống này. Nghĩa là chúng ta không có đủ lòng tin với Phật. Chọc cái giận ba ngày không buông ra. Bạn bè đang thân vậy chọc cái là cái như là không bao giờ gặp mặt nữa. Nó bây giờ lại trụ hay không trụ? Trụ hay không trụ chúng ta biết liền rồi. Nói rằng là chúng ta sống trong đạo mà thực sự á, kỳ rồi mình nói rồi là cái này là cái mà mình phải sám hối. Nên sám hối với cái điều này là do nghiệp chướng sâu dày của con. Phải nói như vậy, do vô minh lầm lạc nhiều kiếp quá rồi, cho nên bây giờ con đã gặp Phật mà con không có thực hiện được lời Đức Phật dạy. Xin Đức Phật thương mà cứu con, cho chúng con thực hiện từng lời dạy nhỏ của Đức Phật. Thực hiện từng lời dạy nhỏ của Đức Phật thôi, chứ không cần gì lớn lao. Thấy thân này là giả được rồi, để đỡ khổ. Nhưng mà mình đâu có tin, mình đâu có thực hiện đâu. Thì bây giờ làm sao mình phải thực hiện được những lời dạy này? Những lời dạy này được rồi là căn bản. Nhưng trong cái bài kinh căn bản đầu tiên của Trung Bộ là cái gì? Cái thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Đó là bài kinh căn bản mà tất cả chúng sanh đều phải một lần thấy được như vậy. Nhưng mà chúng ta có phấn đấu để thấy điều này không? Học thì học xong rồi đó, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ để tâm để một lần mình thấy cái thân này không phải là mình, không phải của mình, không phải là tự ngã của mình. Thì cái đó là chưa có ai làm. Thì giống như mình không tin Phật á. Và đây là cái tội á, nên sám hối với cái tội này. Phải không? Kỳ rồi mình nói rồi là nhắc đi nhắc lại cũng trở lại vấn đề là nên sám hối những cái tội lỗi này của mình. Tội cãi lời Phật. Với chúng tôi nói đó là những cái người cãi lời Phật, không tin lời Phật dạy, chứ không phải là không thực hiện. Không tin là lấy gì thực hiện, cho nên dùng từ là không tin trước đi. Còn không thực hiện thì nghe nó nhẹ một chút. Nhưng mà từ cái chỗ không tin cho nên mới không thực hiện. Bây giờ ngon, chúng ta sẽ thấy một lời, nghe một lời là làm được một điều như Đức Phật dạy, thử là chúng ta thấy cuộc đời mình khác liền. Đó, cho nên là nghe danh hiệu để mà tin thì đúng là cái lợi lành lớn cho cuộc đời này của mình. Tất cả chúng ta đều tin lời Phật dạy là một cái gì đó nó sáng suốt. Thực sự đó là lời của một cái bậc đại giác ngộ. Một lời không có bất kỳ một cái gì ẩn khuất cái mê lầm trong đó cả. Đó là lời sáng suốt, lời của một bậc minh triết. Và cần lấy đó làm cái kim chỉ nam cho đời sống còn lại của mình. Ai nếu mà thật tin lời Phật, một câu kinh của Phật thôi đủ để chúng ta có thể hành trì cả một kiếp còn lại của mình. Đừng học lung tung, học nhiều quá rồi cuối cùng mình không làm cái gì, thì cái sự hiểu biết của chúng ta nó trở thành phù phiếm, không có lợi ích. Chúng tôi thấy Như Lai là được lợi ích lớn, nghe diệu pháp như vậy đều sẽ thành Phật đạo. Đây là các vị Bồ Tát nói chứ không phải là mình. Nhưng tức là các vị Bồ Tát nói là chúng tôi thấy được Như Lai đều được lợi ích lớn.
và nghe được những diệu pháp của Đức Phật đều sẽ thành Phật đạo. Chúng ta đang học diệu pháp của Đức Phật, đúng không? Rồi tính ta tin chắc rằng là mình sẽ thành Phật không? Tin bao nhiêu phần trăm? Chúng ta tin chắc cái việc thành Phật không thể không thành, phải nói như vậy đó. Làm gì làm cũng có thể thành Phật hết đó. Sinh tử kiểu nào tôi cũng có thể thành Phật hết đó. Dám tin như vậy không? Dám tin vậy chút ra đường nói tôi sẽ thành Phật. Ngày xưa ngày thường bất kinh lại người ta nói là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật, đúng không? Ngày thường bất kinh đều làm điều đó. Bây giờ mình tin mình đã thành Phật rồi. Bây giờ nói chuyện với ai là tôi nói thiệt với mấy người là tôi tin thành Phật đó. Không tin chuyện khác nữa. Tin chút nó đủ rồi. Cho nên cái người mà thấy được lợi lành sẽ được thành Phật. Tức là các vị Bồ Tát thấy rõ điều này ở trong đời sống sinh hoạt các vị. Khi mà đã thấy Phật là chắc chắn cái chuyện thành Phật sẽ xảy ra. Như nãy mình nói, khi mà một người đã được gặp Phật trong đời là chắc chắn người đó sẽ được thành Phật. Vì vậy mà mình chưa từng được gặp Phật á, thì biết việc thành Phật của mình còn hơi xa. Hơi xa thôi, nhưng không biết bao nhiêu tỷ kiếp nữa. Hơi xa xa đó nha, nhưng mà mấy tỷ kiếp nữa không biết tới chưa. Nhưng mà xa thật xa rồi, rồi một tỷ lũy thừa tỷ kiếp rồi. Chư Bồ Tát quá khứ do thần lực của Phật được huệ nhãn thanh tịnh rõ cảnh giới của chư Phật. Các vị Bồ Tát ở thời quá khứ á, khi mà được giác ngộ rồi thì liền thấy cảnh giới chư Phật. Nhưng mà các vị cũng phải khiêm tốn nói một câu là gì? Do thần lực của Phật được thấy cảnh giới chư Phật. Các vị chứng thánh rồi thì luôn luôn không có chuyện ngạo mạn vô đây rồi. Các vị cũng thấy rất rõ là nếu mà không có Đức Phật thì không thể nào chứng thánh. Không có Đức Phật không bao giờ an lạc trong cuộc đời này. Không có Đức Phật không bao giờ thấy được chân lý. Cho nên là thấy được cảnh giới chư Phật là rõ ràng là do thần lực của chư Phật. Không thể nào nói khác hơn được. Khi mà người thấy thật rồi, họ được cái gì là họ sẽ nói câu đó. Ví dụ những đứa con mà hiếu thì nói là nhờ có cha mẹ cho nên tôi được như vậy. Đúng không? Những đứa con hiếu thảo được cái gì trong cuộc đời này, nếu không có cha mẹ tôi không bao giờ có được ngày hôm nay. Họ sẽ nói rất là rõ ràng câu nói này. Được bất kỳ cái gì trong cuộc đời này thì cái người con có hiếu luôn luôn nói một câu là nếu không có cha mẹ tôi không có được ngày hôm nay. Chư Bồ Tát luôn là như thế. Không có Phật là không có được cái quả vị này của tôi. Nhờ thần lực của chư Phật cho nên mới thấy được cảnh giới của Phật. Đó là những cái câu nói của những người có trí tuệ. Thế gian cũng vậy. Chúng ta ít khi gặp một người con sau khi thành tựu đạt được cái vinh quang rồi, câu nói đầu tiên là gì? Trước công chúng ít có cái người nào mà dám quỳ xuống lãnh lễ tạ ơn cha mẹ mình. Trước công chúng là không có cha mẹ tôi không có ngày hôm nay. Ít có câu nói đó thốt ra đối với những người thành tựu trong cuộc đời này. Thì rõ ràng là người đó thành tựu không có lớn. Và chư Bồ Tát cũng vậy. Thấy được cảnh giới chư Phật là do thần lực của chư Phật. Rõ ràng những người có trí thì họ không bao giờ nói khác về điều này. Họ thấy rất rõ là cái nguồn gốc để có được ngày hôm nay là do đâu. Cũng như mình, nếu bây giờ mà mình được có một chút an lạc mà mình có trí tuệ thì mình lại phải thấy rằng nhờ ơn của Đức Phật mà mình có được cái yên ổn an lạc như bây giờ. Đó là người có một chút trí. Còn chúng ta không có trí tuệ, chúng ta thấy rằng do mình phấn đấu, mình ngồi thiền nhiều, mình lễ Phật nhiều, mình tụng kinh, mình ăn chay, mình làm đủ thứ chuyện, bây giờ mình mới được an lạc. Do công phu của mình. Thấy chưa? Do tôi gán tu mấy chục năm nay, bây giờ tôi mới được an lạc. Đúng không? Đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà đúng với cái riêng của người đó. Nhưng mà thật sự chân lý này không phải như vậy. Có những cái chúng ta được, nhưng mà đó chỉ là cái riêng của mình. Cái nhìn của mình thì rất là hạn cục. Cái nhìn của những cái bậc trí tuệ, những cái vị thánh thì họ sẽ thấy sâu hơn, thấy khác hơn rất là nhiều. Được huệ nhãn, được thần lực của chư Phật thì các vị mới được huệ nhãn thanh tịnh, rõ cảnh giới chư Phật. Nếu mà không có thần lực chư Phật, các vị Bồ Tát không có cái này. Đương nhiên là cái khả năng phấn đấu công phu thiền định, các vị luôn luôn phấn đấu công phu chứ không phải chờ đợi Đức Phật ban. Nhưng mà khi đạt được rồi là các vị luôn nói như vậy. Chứ không phải nói là
tôi đã nhập định bao nhiêu kiếp rồi, đời này tôi mới mở cái trí huệ thấy được cảnh giới chư Phật. Không phải như vậy. Nay thấy Lô Sa Na càng thêm thanh tịnh tính, Phật trí không ngần mé, diễn thuyết chẳng thể hết. Tức là vị Bồ Tát kiên cố huệ này nói là ngày nay thấy được Lô Sa Na Phật, thấy được Đức Phật thì Lô Sa Na là thêm cái tịnh tính, tức là lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh này có nghĩa là gì? Bây giờ mình nói mình tin Phật, tôi hết lòng tin Phật có thanh tịnh chưa? Chưa. Lòng tin nó không phải thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì mình thấy, mình hiểu theo cái kiểu hiểu của tâm thức, của thế gian, của trần tục, của người trần tin Phật, của người vọng động hướng về Phật. Lòng tin nó đâu phải thanh tịnh đâu. Còn ở đây dùng cái từ tịnh tính của một vị Bồ Tát là đã đạt tới cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của một người giác ngộ, mà thấy mà biết về cảnh giới của chư Phật. Chứ không phải là tin là hướng về một cái điều gì đó gọi là niềm tin, là không phải. Như chúng ta tin Phật là chưa phải là tịnh tính. Niềm tin vọng động của một cái người thế tục, thế gian còn nhiễm trần này thì chưa gọi là thanh tịnh. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng cái từ tịnh tính ở trong kinh, mà nhất là kinh Hoa Nghiêm này, thì nói chuyện khác. Thấy được cảnh giới Tỳ Lô Giá Na thì là ai thấy? Các vị Đại Bồ Tát mới thấy nổi, người phàm không thể thấy được. Ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na là cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật, cảnh giới bình đẳng tuyệt đối, thanh tịnh sáng suốt, nhiệm màu mà mình thấy được. Thấy được thì không có dụng từ, đây dụng từ sanh tịnh tính là cái kiểu mà nói phương tiện cho mình nghe vậy thôi, chứ còn thật sự không phải là tịnh tính mà đã đến cảnh giới thật rồi. Ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na mới tương thông, tương nhập cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, chứ không phải thấy và hiểu để mà tin theo cái kiểu của thế gian nữa. Giống như bây giờ mình nghe người ta khen ông kia ông cất nhà đẹp, mình nghe một người có uy tín nói thì mình tạm tin, đến hồi mình thấy thật thì mình mới tin được. Nhưng cái thấy đó là cũng là cái thấy và cái tin ở bên ngoài, cái đó chưa phải là tịnh tính. Mình nghe có Đức Phật hay những lời lẽ của Đức Phật gọi là lời của người giác ngộ thì mình tin. Nhưng mà thấy được những cái điều Đức Phật là mình chưa thấy nổi. Thấy được cái chỗ thanh tịnh sáng suốt Đức Phật chúng ta chưa đủ sức để thấy, tâm chúng ta đủ chưa đủ cái thanh tịnh để có thể thấy được cái sự thật diễn ra trong pháp giới này là Đức Phật luôn luôn chuyển pháp luân. Chúng ta chưa đủ cái trí tuệ để thấy được cái hào quang Đức Phật đang phủ khắp tam giới này. Chỗ chúng ta đang ở đây được sự chiếu soi hào quang của Đức Phật mà chúng ta chưa từng một lần mộng thấy, thì niềm tin nó chưa đủ thanh tịnh. Còn chư Đại Bồ Tát khi thấy được cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na của chư Phật, đó là cảnh giới mà Đức Phật còn ở yên trong định, cảnh giới thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của khắp chư Phật mười phương, của chư Như Lai khắp mười phương. Chỗ an trú của chư Như Lai mười phương là cảnh giới Tỳ Lô Giá Na đó. Cho nên mới sanh tịnh tính. Và sanh tịnh tính này thấy được cái gì nữa? Thấy được Phật trí không ngần mé. Trí tuệ Phật không có cái gì có thể có so sánh được. Phủ trùm khắp pháp giới mười phương này, nơi nơi chốn chốn đều là Phật trí bao trùm. Có bất kỳ cái thấy biết nào về chân lý, về chánh pháp, đem chân lý và chánh pháp để khai mở, khai ngộ, chuyển hóa tất cả chúng sanh, tất cả những cái đó đều do Phật trí làm, trí huệ Phật mà có. Cho nên dùng ngôn ngữ mà để nói thì không thể nói hết được những cái điều của Đức Phật. Tức là ngôn ngữ trần gian không đủ sức để có thể nói. Có nói nhiều đi chăng nữa, hằng hà sa số kiếp của mình khen tặng Đức Phật thì cũng bằng con mũi nhúng cái chân xuống biển lấy lên được giọt nước. Còn cái gì của Phật là mênh mông vô biển cả đó, chúng ta không bao giờ nói hết, không bao giờ diễn thuyết hết những cái điều đã có, đang có của chư Phật. Dù trong một sát na thôi, chúng ta cũng chưa đủ trí tuệ để có thể nói hết những cái điều đẹp, những cái điều hay, những cái điều tối thượng mà Đức Phật đã làm. Thắng huệ Bồ Tát Khải và tôi kiên cố huệ trong vô số kiếp cũng nói chẳng thể hết. Ở đây Ngài nói là Ngài thắng huệ Bồ Tát ở trước đó,
cũng như hằng hà sa số vị Bồ Tát trước đó, cũng như Ngài Kiên Cố Huệ là Ngài ở đây, mà muốn nói về Phật trải qua hằng hà sa số kiếp vị lai, cũng nói hết được một ít phần của Phật. Còn mình nữa là chưa có được huệ nào mình chưa được cái trí tuệ giác ngộ nào, mình hướng về Đức Phật để mình hiểu Đức Phật thế này thế kia, thì rõ ràng là chúng ta chỉ là cái nhìn của người phàm về Đức Phật thôi. Chúng ta chưa có đủ nhìn được một cái gốc nào về cái chuyện giác ngộ của Đức Phật cả. Cho nên nói mà mình hiểu Phật thì thật sự là một câu nói hàm hồ của một người không có trí. Phải nói như vậy. Chúng ta chưa hiểu Phật nổi đâu. Bồ Tát chúng ta hiểu còn không nổi. Thậm chí là người bên cạnh mình hiểu còn không nổi, đừng nói hiểu Phật Bồ Tát. Người đã từng chung sống mình bao nhiêu chục năm mình ở đây, và dám nói là mình đã hiểu hết người đó chưa? Không hiểu đâu. Thực sự là chúng ta chưa hiểu được cái gì. Thì nên khiêm hạ, phải không? Nên khiêm tốn, biết rằng trí tuệ, cái thấy biết của mình nó còn quá non nớt, nó còn quá nông cạn. Thì mình mong một ngày nào đó được sự gia trì hộ niệm của Đức Phật khai mở cái huệ mạng của mình, để mình có thể thấy được chân lý của chư Phật, hiểu biết được chân lý của Đức Phật, để mình sống đúng với chánh pháp, để cuộc đời mình được an lạc hơn, không? Thanh thoát hơn, hoặc là chúng ta sống đúng chánh pháp để chúng ta được ngộ ra được chân lý giác ngộ, để chúng ta được giải thoát khỏi cái lầm mê trong sinh tử này. Đó là cái ước nguyện của mình, ước mong của mình là một ngày nào đó mình mở được trí huệ của Phật Đạo. Cái người học Phật là chỉ cần cái đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải bắt đầu thực hiện theo lời Đức Phật dạy, là chúng ta thoát khỏi những cái tướng tưởng của chúng sanh. Chúng ta thấy có tướng có nghĩa là rớt vào tưởng tướng. Thấy có cái gì thật là rớt vào tưởng tưởng. Thì chúng ta phải xa lìa, tập xa lìa tất cả những cái tưởng, cái ảo tưởng đang có ở nơi cuộc sống này của chính mình. Đừng bao giờ thấy rằng mình thấy được cái gì, thấy đúng cái gì. Vì cái gì mà mình thấy được, cái gì mình thấy đúng hoặc thấy sai đều là cái thấy của tưởng. Chúng ta dám mạnh dạn để thấy được cái sự thật này, thì lần hồi mình mới thoát khỏi cái thấy tưởng của chúng sanh. Như lời của Ngài Bồ Tát khen Đức Phật là gì? Đức Phật là người thoát khỏi cái tưởng của chúng sanh. Thì chúng ta lần lần tháo gỡ những cái tưởng tướng mà mình thấy sai lầm từ trước đến giờ, để lần hồi mình đi theo con đường Phật Đạo, để mình sẽ thấy được những cái điều Đức Phật dạy. Ví dụ như Đức Phật muốn mình an trụ trong chánh pháp, tức là nhập trong cái vô trụ rồi mới đạt ngộ giải thoát, vân vân. Thì những điều đó là những điều của Đức Phật dạy. Thì rất mong là tất cả chúng ta đều sẽ đạt được những cái này trong đời này của mình, để chúng ta thân cận gần gũi được chánh pháp và thực hiện chánh pháp cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Và chắc hôm nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Mời quý vị chấp tay hồi hướng chúc thân nghỉ. Chú sanh na vô biên thệ nguyện độ, na vô Pháp ơi.
phong trần nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn